Vạn cổ chí tôn, Lý Vân Tiêu. Tập 1. Trong khoảng thời gian này, tinh thần của Lý Vân Tiêu vẫn hoảng hốt, trong đầu thỉnh thoảng dần hiện ra các loại hình ảnh, thật giống như mình đã biến thành một người khác. Còn thỉnh thoảng xuất hiện chứng động kinh, la to, khóc lớn, cười ầm lên. Càng kỳ lạ chính là, trong đầu không ngừng vang lên một thanh âm, tựa hồ đang ghi nhớ một đoạn kinh văn kỳ dị. Có lúc hắn cẩn thận lắng nghe, thật giống như là một phần tâm pháp, thân thể của hắn sẽ không tự chủ đong đưa lên. Càng muốn nổi điên hơn là, đoạn ngắn ký ức trong óc càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dài. Rốt cục có một ngày, hắn bị dằn vặt tới hôn mê, thời điểm tỉnh lại lần nữa, hết thảy đoạn ngắn ký ức toàn bộ hoàn chỉnh nối liền cùng nhau, hiện lên ở trong đầu. Trong đôi mắt Lý Vân Tiêu một mảnh trong suốt, phảng phất ngôi sao sáng, hắn rốt cục tỉnh rồi. Không nghĩ tới ta được sống lại. Trong tròng mắt Lý Vân Tiêu bắn mạnh ra một điểm tinh mang, hơi quay đầu nhìn pho tượng cao vút trong mây ngoài cửa sổ. Lịch Thiên Vũ năm 1033, cổ phi dương ta đã chết 15 năm rồi sao? 15 năm trước, Thiên Vũ giới một trong thập đại phong hào vũ đế, phá quân vũ đế, cổ phi dương, tại Sơn Mạch Thiên đáng bất ngờ ngã xuống, chấn động toàn bộ đại lục. Sau đó các thế lực lớn sóng ngầm phun trào, các loại xung đột càng ngày càng kịch liệt, đại lục Thiên Vũ vắng lặng mấy trăm năm, lần thứ hai gió nổi mây vần. Hắc! Lý Vân Tiêu nhếch miệng nở nụ cười, nhẹ giọng thở dài nói. Không nghĩ tới đã sống lại sớm hơn 15 năm, cổ phi dương ta rốt cục trở về. Đột nhiên một tiếng quát mắng lạnh lùng truyền đến. Lý Vân Tiêu! Xèo! Một âm thanh bén nhọn như muốn cắt không khí ra làm đôi từ đâu vang lên, Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, nhìn thấy một đoạn phấn viết phá không mà đến, sắp tới sát mặt mình rồi. Hắn dùng hai ngón tay hững hờ khép lại, đem phấn viết đặt ở trên bàn. Dùng ánh mắt bình tĩnh nhìn chủ nhiệm lớp Lạc Vân Thường sắc mặt dần lạnh ở trên bục giảng. Lý Vân Tiêu đi học thất thường, đây y đã không phải lần thứ N cộng N, nếu không thất thần ngược lại sẽ làm nàng kỳ quái. Nhưng ngày hôm nay tâm tình của Lạc Vân Thường hiển nhiên rất xấu, vì lẽ đó cần một kẻ xui xẻo để nàng phát tiết bức xúc trong lòng. Mà Lý Vân Tiêu vốn được công nhận là rác rưởi, không thể nghi ngờ là người được chọn tốt nhất. Từ xưa tới nay, hết thảy lão sư tâm tình không tốt đều yêu thích chọn hắn, điều này tựa hồ thành một thói quen. Phàm là có lão sư tâm tình khó chịu, mọi người liền biết Lý Vân Tiêu sẽ xui xẻo rồi. Tất cả mọi người đều hưng phấn, bắt đầu cười trộm cùng cười trên đau khổ của người khác, từng cái khuôn mặt đầy mong đợi chờ xem kịch vui, càng có mấy học sinh trực tiếp ồn ào lên. Lý Vân Tiêu híp mắt nhìn Lạc Vân Thường trên bục giảng, thầm nghĩ. Cô nàng này vóc người thật tốt, tóc dài da trắng, nếu lại phối hợp áo choàng ngắn màu đỏ, ngân giác chiến hoa, áo choàng thiên lam, lại nắm ngân thương, vậy thì sẽ biến thành một hồng liên vũ đế khác. Kha kha, rất có tiềm chất mặc đồ đồng phục nha, không biết hồng liên biết được có thể chém chết ta hay không. Trong lòng Lạc Vân Thường đột nhiên chấn động, trong mắt Lý Vân Tiêu tựa hồ lướt qua một tia mỉm cười. Làm cho cả người nàng không nhịn được run rẩy một hồi. Thật giống như một con thỏ trắng dịu ngoan, đột nhiên bị mãnh hổ tập trung vậy, cảm giác vô lực trong nháy mắt làm cho nàng như rơi vào hầm băng. Vừa nãy xảy ra chuyện gì? Ánh mắt tiểu tử này. Vừa nãy thật giống như hắn đang cười. Tuyệt đối không thể, ta là đại vũ sư cảnh giới tứ tượng, làm sao có khả năng bị một tiểu tử phổ thông nhìn đến tâm thần thất thủ, nhất định là gần đây bị vây ở trên sự kiện kia, tâm thần có chút bất định. Vẻ mặt ngơ ngác trong mắt nàng lóe lên một cái rồi biến mất, sau khi tâm thần thất thố trong nháy mắt, rất nhanh liền khôi phục lại, hai mắt chìm xuống, khóe miệng lướt qua một nụ cười lạnh lùng. Lý Vân Tiêu, vừa nãy chúng ta nói luyện chế huyền binh, ta hỏi ngươi, huyền binh phổ thông tổng cộng có bao nhiêu loại thủ pháp luyện chế? Lạc Vân Thường đang dạy chính là thuật luyện cơ sở, tuy cực ít người có thể trở thành thuật luyện sư, nhưng kiến thức thuật luyện cơ bản nhất là mỗi một võ giả đều phải hiểu rõ. Luyện chế huyền binh, ha ha, lão tử là đế cấp thuật luyện sư cấp 9 đại lục Thiên Vũ, ngoại trừ mấy lão bất tử kia ra, cõi đời này ai dám ở trước mặt ta nói thuật luyện chi đạo. Lý Vân Tiêu hờ hững xa xôi nói. Cách luyện chế huyền binh phổ thông tổng cộng có 48 loại. 48 loại. Trong phòng học đột nhiên yên tĩnh, lập tức bùng nổ ra tiếng cười to. Ha ha, tiểu tử này quả nhiên đang mộng du. Ta đã nói rồi. Nhìn hắn dáng vẻ bình tĩnh, ta còn tưởng rằng hắn biết chứ. Cắt, nếu như hắn biết cái này, ta đã sớm lên làm trấn quốc thiết vệ.
Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày, ánh mắt nhất thời rơi vào trên sách giáo khoa trước người, hắn dùng tay xoay một cái, nhất thời nhìn thấy một câu nói. Cách luyện chế huyền binh phổ thông, tổng cộng 36 loại. Chia ra làm. Hắn lại đem sách giáo khoa khép lại, chỉ thấy phía trên có mấy đại tự thuật luyện cơ sở, ở dưới đại tự, rõ ràng thắc ấn một hàng chữ nhỏ, Dương Địch. Tiểu tử Dương Địch kia, ta không phải đã nói với hắn thủ pháp phổ thông có 48 loại sao? Hắn lại nghe vào tai này ra tai kia sao, sau này không cần tiếp tục tới nghe ta giảng bài. Trong nháy mắt hắn liền phán tử hình cho tác giả quyển sách này, nếu Dương Địch biết mà nói, sợ sẽ trực tiếp khóc chết a. Lý Vân Tiêu đối với các loại trào phúng làm như không thấy, từ tốn nói. Thủ pháp luyện chế chính thống có 36 loại, thế nhưng ở 60 năm trước, Cổ Phi Dương một mình sáng tác 12 loại cách luyện chế, đã được công hội thuật luyện sư tán thành, đặt ngang hàng với cách luyện chế trụ cột. Vì lẽ đó hẳn là 48 loại. Dương, tiểu tử ngươi nói nhăng gì đó, lẽ nào hắn so với Dương Địch đại nhân hiểu được còn nhiều. Ha ha, tiểu tử này sợ bị trách phạt, vì lẽ đó bắt đầu ăn nói linh tinh. Phải a, Dương Địch đại nhân thân là học sinh của Vũ Đế Cổ Phi Dương, lẽ nào còn không biết cơ sở luyện chế có mấy loại sao? Các loại giễu cợt càng là nổi lên bốn phía, đột nhiên một tiếng gào to chấn động đến tất cả mọi người đều ngậm miệng lại. Tất cả im miệng cho ta, hắn nói đúng. Lạc Vân Thường vỗ bàn một cái, nhất thời một luồng kình phong tứ tán, tất cả mọi người đều cảm nhận được một luồng uy thế bá đạo lâm không mà đến, nhất thời ngơ ngác, hoàn toàn biến sắc. Một ít học sinh ở gần bục giảng sắc mặt càng tái nhợt như tờ giấy, hầu như muốn chảy ra máu. Lý Vân Tiêu cảm thụ được luồng kình phong trước mặt này, nội tâm cười nhạt. Nhị tinh tứ thượng cảnh, cô nàng này thiên phú không tệ. Hơn nữa thật giống như hồn lực rất mạnh, chí ít cũng là thuật luyện học đồ cao cấp A. Trong lòng hắn hơi kinh ngạc, trước đây chỉ biết Lạc Vân Thường phi thường lợi hại, nhưng không nghĩ nàng ta lại đạt tới tứ thượng cảnh giới. Võ giả có 9 tầng cảnh giới, nhất nguyên cảnh, võ sĩ, nhị phân cảnh, võ sư tam tài cảnh, đại vũ sư tứ thượng cảnh, vũ quân, ngũ hành cảnh, vũ vương, lục hợp cảnh, vũ hoàng thất thúc cảnh, vũ tông bát hoang cảnh, vũ tôn cửu thiên cảnh, vũ đế. Cửu thiên cảnh đỉnh cao, có thể được thánh thành ban tặng phong hào, là phong hào vũ đế. Mỗi một tầng cảnh giới lại hóa thành nhất tinh đến cửu tinh, 9 tiểu cấp độ. Lạc Vân Thường lạnh lùng nhìn Lý Vân Tiêu, trong lòng lướt qua một tia kinh ngạc. Nhìn quét mọi người một chút, chậm rãi giải thích lên. Thủ pháp luyện chế cơ sở vẫn là 36 loại, 60 năm trước Cổ Phi Dương đại nhân dựa vào thuật luyện chi đạo không người nào có thể so sánh, một mình sáng tác 12 thức luyện pháp cơ sở, đồng thời được công hội thuật luyện sư tán thành. Chỉ có điều 12 thức luyện chế này, người bình thường căn bản là không có cách nào nắm giữ, vì lẽ đó lúc Dương Địch đại nhân biên chế bản thuật luyện cơ sở này, đã không có lưu lại giới thiệu. Hết thảy học sinh đều giật nảy cả mình, lộ ra vẻ khó mà tin nổi, quái dị nhìn Lý Vân Tiêu bình tĩnh. Thật giống như học sinh đệ nhất đếm ngược, đột nhiên giải đáp ra vấn đề khó mà ngay cả học sinh giỏi cũng không làm được. Lạc Vân Thường cũng vô cùng kinh ngạc, cách luyện chế cơ sở có 48 loại, đối với thuật luyện sư mà nói cũng không phải bí mật gì. Nhưng thân là một vũ luyện học đồ, có thể biết cũng coi như là vô cùng đáng quý. Trong lòng nàng đột nhiên hơi động. Mọi người nói Lý Vân Tiêu này là phế vật, chẳng lẽ hắn có thiên phú thuật luyện, vì lẽ đó tự mình tìm không ít tư liệu học tập. Ý nghĩ này làm tim nàng đập thình thịch, nếu như có thể bồi dưỡng được một thuật luyện sư, giá trị sẽ vượt xa vũ luyện. Thử hắn xem. Lạc Vân Thường ngẩng đầu, vừa vặn nhìn thấy mục quang của Lý Vân Tiêu đang mỉm cười nhìn nàng, loại cảm giác đó thật giống như lão sư nhìn đệ tử của mình vậy, nhất thời trong lòng hơi sinh ra lửa giận, cười lạnh nói. Đừng tưởng rằng học chút ít đồ vật là có thể không nghe giảng bài, hỏi lại ngươi một vấn đề. Nếu đáp đúng, sau đó khóa của ta ngươi có thể không cần lên, miễn phí để ngươi thông qua. Nếu đáp không được, hừ, hãy đến phòng trọng lực gấp 10 lần ở lại 3 canh giờ cho ta. Ta hỏi ngươi, thời điểm luyện chế huyền binh, tại sao phải gia nhập thiên tinh xa? Chi? 3 canh giờ, phòng trọng lực gấp 10 lần, quá độc ác. Ha ha! Các ngươi không phát hiện ngày hôm nay tâm tình của Lạc lão sư vốn rất tệ sao, tiểu tử này đụng phải tấm sắt rồi. Kha kha, đáng đời hắn, các ngươi nhìn bản mặt hắn có phải là muốn ăn đòn không, ta hận không thể đi tới dẫm mấy đá. Oa, các ngươi có nghe không, vấn đề này cũng quá khó đi.
Ai cũng biết luyện chế huyền binh phải gia nhập thiên tinh xa, nhưng nào có ai biết lý do đâu. Đúng đấy, điều này giống như hỏi ngươi một cộng một tại sao bằng hai. Ha ha, xem ra lão sư là cố ý muốn làm khó Lý Vân Tiêu. Kha kha, phòng trọng thất gấp 10 lần, 3 canh giờ. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ khẽ lắc đầu, nếu như là trước đây, coi như là trọng lực gấp ngàn lần ra thân, cũng căn bản không có cảm giác. Nhưng hiện tại với thân thể này, trọng lực gấp 10 lần xác thực rất miễn cưỡng. Hắn vẻ mặt bất đắc dĩ, rất nhanh bị Lạc Vân Thường giải thích là vì hoảng sợ, sự tán thưởng vừa nãy hoàn toàn xóa đi, không khỏi càng xem thấp hắn mấy phần, thầm nghĩ phế vật vũ luyện vẫn là phế vật vũ luyện, không hề có một chút cải biến nào. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hơn nữa sau khi hỏi vấn đề, nàng lập tức có chút hối hận rồi. Cảm giác mình đùa cợt học sinh như vậy, nội tâm mơ hồ có chút hổ thẹn cùng bất an. Dù sao mới vừa rồi hắn còn rất xuất sắc trả lời một vấn đề cơ sở, chỉ ít biểu hiện so với dĩ vãng tuyệt nhiên không giống. Mình làm như vậy có thể đả kích tự tin cùng tự tôn của đối phương hay không? Đem một đóa hoa nguyên bản từ từ chuyển tốt cho bóp chết. Ngay thời điểm trong đầu nàng suy nghĩ lung tung, Lý Vân Tiêu hầu như không có bất kỳ suy tư trả lời lên. Kỳ thực luyện chế huyền binh cũng không nhất định bỏ thiên tinh xa, chỉ có điều thuật luyện sư phổ thông ở trong quá trình tôi luyện không dễ dàng nắm giữ tốt độ hòa hợp của các tài liệu, lúc này mới cần thiên tinh xa có thuộc tính trung hòa đưa đến tác dụng hòa hoãn. Sau khi hắn nói xong, toàn trường yên tĩnh quỷ dị, tất cả mọi người đều là hai mặt nhìn nhau, bởi vì Lý Vân Tiêu nói những chuyện này, bọn họ hoàn toàn nghe không hiểu. Toàn trường ngạc nhiên, hai mặt nhìn nhau, Lý Vân Tiêu nói đồ vật hoàn toàn vượt qua phạm chủ sách giáo khoa. Nhưng, Lạc Vân Thường lại nghe hiểu, rõ rõ ràng ràng. Con ngươi nàng đột nhiên mở lớn, bật thốt lên hỏi. Nếu nói như vậy, thời điểm luyện chế, nên gia nhập thiên tinh xa là càng nhiều càng tốt, nhưng tại sao xích luyện đồng sau khi gia nhập thêm diệu kim, lại tiến hành hòa tan thiên tinh xa càng nhiều thì càng dễ dàng thất bại. Đây chính là vấn đề quấy nhiễu nàng mấy ngày nay, nghĩ mãi mà không ra. Vì lẽ đó mấy ngày qua tâm tình nàng đều rầu rĩ không vui. Giờ khắc này nàng bật thốt lên, liền đem vấn đề khó trong nội tâm hỏi ra, đâu còn có nửa điểm câu hỏi kiểm tra lý thuyết với học đồ chứ, thuần túy là một bộ thỉnh giáo. Học sinh cả lớp đều há to mồm, ngạc nhiên nhìn Lạc Vân Thường. Bộ dáng này, vẫn là Lạc lão sư học thức uyên bác, băng xương lãnh ngạo sao? Lý Vân Tiêu vẫn là một mặt thản nhiên, kiên trì giải đáp nói. Bởi vì tuy xích luyện đồng là trúc kim, nhưng cũng là có thuộc tính thiên hỏa. Nam hỏa khắc tây kim, đối với diệu kim là có tính hòa tan rất lớn. Vì lẽ đó rất nhiều thuật luyện sư thời điểm tăng lên đẳng cấp của huyền binh xích luyện đồng, đều thích dùng diệu kim. Nhưng bên trong có thiên tinh xa, vậy thì hoàn toàn khác nhau. Hắn hơi dừng lại một chút, chỉ thấy dáng vẻ Lạc Vân Thường ham học hỏi như người khát nước, không khỏi nhớ tới những đệ tử đã từng đi theo hắn kia, nhất thời nhẹ nhàng nở nụ cười. Bởi vì thiên tinh xa thuộc tính là thủy, có thể trung hòa thuộc tính hỏa của xích luyện đồng, vì lẽ đó bỏ thiên tinh xa càng nhiều, đối với lực lượng hòa tan diệu kim liền càng kém. A, à, trong đôi mắt Lạc Vân Thường lập lòe ánh sáng kích động. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, chẳng trách ta cũng không thể thành công, vậy nên làm thế nào cho phải? Lý Vân Tiêu cười nói. Rất đơn giản, đem thiên tinh xa coi là tạp chất, tinh luyện diệt trừ là có thể. A, à, Lạc Vân Thường lại thốt lên một tiếng kinh ngạc. Sao ta lại đần như thế chứ? Chuyện đơn giản như vậy cũng nghĩ không ra. Trong đầu nàng nhanh chóng hiện lên những tính toán, từng hình ảnh luyện chế ở trong đầu lướt qua. Cuối cùng tới điểm kết thúc. Ánh mắt của nàng nhất thời trở nên rộng rãi sáng sủa, trên mặt cũng tỏa ra ý cười hài lòng. Hả, Lý Vân Tiêu đâu? Trong lòng nàng rất cảm kích, đồng thời cũng rất là khiếp sợ, công tử bột vẫn bị người cho rằng là phế vật, ở học thức thuật luyện lại muốn cao hơn nàng một bậc. Có thiên phú thuật luyện mạnh như thế, tiền đồ so với tu luyện võ đạo càng thêm quang minh nhiều lắm, học sinh như vậy vẫn là rác rưởi sao? Trong đầu nàng nhanh chóng lướt qua từng tí về quá khứ của Lý Vân Tiêu, âm thầm tự trách mình, thân là chủ nhiệm lớp, thậm chí ngay cả học sinh xuất sắc như vậy cũng không thể phát hiện. Hắn mới đi ra. Một tên học sinh khúm núm nói, ánh mắt hắn nhìn Lạc Vân Thường trở nên quái dị lên. Hả? Chân mày Lạc Vân Thường cau lại, cả giận nói. Trong lúc đi học lại không xin phép ta, trực tiếp ra ngoài là sao?
Người học sinh kia vội vàng thu về ánh mắt, ủy khuất nói. Không phải lão sư nói hắn trả lời đúng vấn đề, là có thể không tới khóa của ngươi sao, nếu như là ta cũng sẽ đi. Lạc Vân Thường một trưởng vỗ lên bục giảng bằng thép đúc, nhất thời đè ép ra một trưởng ấn, chấn động đến mức học sinh cả lớp giật mình, dồn dập bế khí không dám lên tiếng. Các ngươi ai nghe thấy ta nói như vậy? Ánh mắt nàng như dao sắc, từ trên người từng học viên điểm qua, hết thảy người bị nàng đảo qua, cả người đều run một trận, sắc mặt trắng bệch, đem đầu lắc như trống bỏi. Không nói, không nói, là chúng ta nghe lầm rồi, Lạc lão sư xưa nay chưa từng nói lời này. Hừ, Lạc Vân Thường lạnh giọng một tiếng. Tan học, các ngươi nói cho Lý Vân Tiêu, khóa sau không nhìn thấy bóng hắn, thì ta sẽ để hắn đi phòng trọng lực gấp 10 lần ở 3 ngày. 3 ngày. Tất cả mọi người đều hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn Lạc Vân Thường đá bay cửa phòng học, đi về phương hướng luyện kim đường, từng cái hai mặt nhìn nhau. Này, các ngươi nói đây là tình huống thế nào a? Đỗ Phong là cái thứ nhất mở miệng nói, trực tiếp từ chỗ ngồi đứng dậy, đi đến trước mặt một học sinh. Lão đại, chuyện gì thế này? Hừ, học sinh này tên Lam Phi. Tựa hồ là thống lĩnh đám người kia, bên người rất nhanh vây quanh một đống người, hắn hử một tiếng nói. Ta nào biết, hình như tiểu tử Lý Vân Tiêu này hiểu không ít thuật luyện. Không thể nào. Thượng quan Tình trợn to mắt, thất thanh nói. Lẽ nào hắn là phế vật vũ luyện, nhưng lại là thiên tài thuật luyện. Vậy phải làm sao bây giờ? Đùng. Lam Phi trực tiếp nắm sách giáo khoa vỗ vào đầu hắn, cả giận nói. Cái gì chó má thiên tài? Chỉ là xem nhiều vài cuốn sách mà thôi. Thiên phú của thuật luyện sư yêu cầu so với luyện võ cao hơn nhiều lắm, hắn chỉ là một đống rác rưởi ngay cả mạch luân cũng không mở, có thể đi theo thuật luyện chi đạo sao? Lão đại nói phải a. Mọi người dồn dập phụ họa nói, nhưng trong mắt lấp lóe bất định. Lam Phi đem đám người thượng quan Tình kéo qua một bên, một đầu khác trong phòng học cũng có mấy người tụ hợp châu đầu ghé tai, hắn cười gằn một tiếng, tự mình lớn tiếng nói. Vừa nãy Lạc lão sư nói, ai cũng không được phép nói cho Lý Vân Tiêu, nếu tiết sau hắn có mặt, hừ. Hắn hừ một tiếng, mấy người khác lập tức sợ đến sắc mặt trắng bệch, nhìn thấy ánh mắt của hắn đang lạnh lùng nhìn mình chằm chằm, từng cái đều phẫn nộ cúi đầu. Lam Phi Dương Dương tự đắc nói. Trần Côn Tử, Hàn Phỉ Chư, còn có Như Tuyết mấy người các ngươi, biết điều đừng làm chuyện xấu cho ta. Nếu tiết sau Lý Vân Tiêu đến, ta sẽ tìm các ngươi tính sổ. Mấy người này đều là học sinh trong ngày thường cùng Lý Vân Tiêu có quan hệ tương đối gần, có thể nói là thế lực đối lập của Lam Phi. Sắc mặt Tần Như Tuyết phát lạnh, nắm quả đấm nhỏ tức giận nói. Ta đang muốn đi nói đây, ngươi có thể làm gì ta? Ngươi có bản lĩnh động ta một chút thử xem. Vèo. Lam Phi giận dữ, trực tiếp từ chỗ ngồi dựng lên, nhanh chân đi đến trên bục giảng, đột nhiên trực quyền vung tới, đùng. Một tiếng đánh vào trên hắc thiết. Một quyền ấn nhợt nhạt xuất hiện trên bục giảng. Hắc thiết lưu ấn, chẳng lẽ Lam Phi này mở ra 7 đạo mạch luân, ngưng tụ nguyên lực? Làm sao có khả năng, mở ra 7 đạo mạch luân là có thể bước vào nhất nguyên cảnh giới, xưng là một tên võ sĩ, hắn mới 15 tuổi a. Mặc dù không mở hoàn toàn, ta xem cũng gần như vậy rồi, võ sĩ 15 tuổi, nước thiên thủy lại xuất hiện một vị thiên tài. Bốn phía đều là âm thanh thổn thức không ngớt. Trong mấy chục ánh mắt tất cả đều là ước ao ghen tị. Điều này làm cho Lam Phi tự nhiên sinh ra một luồng cảm giác ưu việt, ngạo mạn chỉ vào Tần Như Tuyết nói. Cho dù ngươi là công chúa, lấy thiên phú của ta tình cờ bắt nạt ngươi, vương thượng cũng sẽ không trách tội. Tần Như Tuyết tức giận đến khuôn mặt nhỏ trắng bệch, muốn xông lên đánh người. Lập tức bị Trần Chân cùng Hàn Bách kéo lại, hai người bọn họ đều là bằng hữu của Lý Vân Tiêu. Hàn Bách nhỏ giọng nói. Công chúa, hiện tại chúng ta thế yếu, không nên xung đột cùng với bọn hắn. Cả lớp hơn 60 tên học viên, tất cả đều là con cháu quyền quý trung thần của nước thiên thủy, cũng căn cứ phe phái triều chính phân chia, tự nhiên chia làm hai phái. Lấy Lam Phi, thượng quan Tình cầm đầu con cháu văn thần một phái, cùng với lấy đám người Lý Vân Tiêu, Hàn Bách cầm đầu con cháu võ tướng làm một phái. Mà công chúa vẫn không ưa đám người Lam Phi hung hăng càn quấy. Ngầm cùng bọn người Lý Vân Tiêu ở một chiến tuyến. Thời điểm ở trong phòng học ầm ầm, Lý Vân Tiêu đã đi vào trong đường phố thủ đô nước Thiên Thủy. Sau khi Lý Vân Tiêu thức tỉnh ký ức,
lực lượng linh hồn cũng thuận theo chậm chậm khôi phục lại. Đầu tiên được lợi chính là cường độ thần thức, rất nhanh ở trên thân thể mình cẩn thận kiểm tra. Thân thể này có chút phiền phức, chẳng trách bị gọi là phế vật vũ luyện. Trong đại chu thiên có rất nhiều kinh mạch ẩn hình khô cạn, căn bản là không cách nào ngưng tụ khí lực, tự nhiên sẽ mở không được mạch luân. Xem ra trước tiên phải chữa trị thân thể này đã, trong thời gian ngắn là đừng nghĩ khôi phục thực lực. Hắn ngẩng đầu lên, liếc mắt nhìn kiến trúc như ẩn như hiện, cao vót nghị lực phía trước, nhanh chân hướng phía trước đi đến. Nơi này là thủ đô nước Thiên Thủy, ta nhớ không sai thì Dương Địch chính là người nước Thiên Thủy, không biết hắn có ở trong công hội thuật luyện sư hay không. Nếu như có thể tìm được Dương Địch, tất cả đều dễ làm. Công hội thuật luyện sư, một thế lực phân bố toàn bộ đại lục Thiên Vũ. Vô luận là ở đâu, đều được hưởng địa vị sùng kính nhất. Mà tháp thuật luyện sư, cũng là kiến trúc cao nhất ở mỗi địa phương. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu nhìn công hội thuật luyện sư, tuy tháp thuật luyện sư trước mắt này so với cấp độ trước đây của hắn kém quá nhiều. Nhưng cũng cho hắn một loại cảm giác cực kỳ thân thiết. Trước tháp, trên một khối bia đá cũ kỹ có khắc mấy chữ, công hội thuật luyện sư, phân bộ nước Thiên Thủy, năm 1001 lịch Thiên Vũ, Dương Địch. Tấm bia đá này là được làm vào năm 1001 lịch Thiên Vũ. Năm 1001, đúng rồi, hình như năm đó Dương Địch lên cấp 3 thuật luyện sư, thành hội trưởng phân hội Thiên Thủy, cũng không biết hắn còn ở đây hay không. Tuy rằng Lý Vân Tiêu ở nước Thiên Thủy sinh hoạt 15 năm, nhưng nhân vật cấp bậc hội trưởng của công hội thuật luyện sư không phải hắn có thể tiếp xúc đến. Bản thân hắn biết thuật luyện sư cấp bậc cao nhất thật giống như là Lương Văn Vũ, trong ấn tượng là trình độ cấp 2. Ngoài tháp không có bất kỳ người bảo vệ nào, bởi vì bất luận người nào cũng không dám tùy ý gây sự ở đây, hơn nữa trong tháp ẩn giấu sức mạnh, đủ khiến công hội thuật luyện sư yên lặng này biến thành chỗ an toàn nhất nước Thiên Thủy. Lý Vân Tiêu thuận lợi đẩy cửa đi vào. Bên trong phòng khách rộng rãi so với bên ngoài nhìn qua còn rộng rãi hơn nhiều. Đám người rộn ràng, cũng phi thường náo nhiệt, thật giống như người nông thôn đột nhiên đi vào chợ bán thức ăn. Hoan nghênh đi tới công hội thuật luyện sư. Một thanh âm dễ nghe cảm động truyền đến, liền nhìn thấy hoa mắt, lục giao mỹ nữ ăn mặc thời thượng lộ ra nụ cười vui vẻ. Ta có thể giúp gì được cho ngươi, tiểu tiên sinh thân ái. Đây là người phục vụ mà mỗi công hội thuật luyện sư đều có. Chuyên tiếp đón khách mời, trước đây mỗi lần đi công hội, những người phục vụ kia đều cung kính, cúi đầu nghênh tiếp, dáng dấp tùy ý ôn hòa như vậy, rất nhiều năm chưa từng thấy lại. Lý Vân Tiêu cười nhạt nói. Tiểu tiên sinh, lục giao ngọt ngào nở nụ cười. Tiên sinh là người trẻ nhất mà ta tiếp đón qua, xin hỏi có thể giúp gì ngươi không? Trên mặt nàng luôn mang nét mặt tươi cười như hoa, nhưng nội tâm lại âm thầm đem hắn lưu ý. Bình thường người lần đầu đi tới tháp thuật luyện sư, biểu hiện đều là căng thẳng cùng kích động, đặc biệt tiểu hài tử càng là cẩn thận từng ly từng tí, trốn ở bên cạnh đại nhân lén lút quan sát. Nào có ai như hắn vừa vào cửa liền nhìn quét toàn trường, một bộ không mặn không nhạt, dáng vẻ khoan thai. Điều này hiển nhiên là người nhìn quen cảnh tượng hoành tráng mới có. Tại công hội thuật luyện sư làm người phục vụ mấy năm, không chỉ có quen biết rất nhiều thượng tầng nhân sĩ, hơn nữa nhãn lực cũng rèn luyện cực kỳ cao. Nàng lập tức cho Lý Vân Tiêu đánh giá không nhỏ, nhưng vẫn bị hắn nói cần trợ giúp làm sợ hết hồn. Ta muốn tìm Dương Địch, hắn có ở đây không? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu ở trong đại sảnh loanh quanh, nhàn nhạt hỏi. Dương Địch đại nhân. Lục Giao suýt chút nữa cắn đầu lưỡi của mình, nhìn chằm chằm thiếu niên này đánh giá một trận, tuy rằng nội tâm cảm thấy hoang đường, nhưng nhìn dáng dấp Lý Vân Tiêu hờ hững, lại làm cho nàng cảm giác được đối phương là rất chân thành. Điều này làm cho nàng có chút không biết làm sao, cẩn thận hỏi. Ngài nói chính là tiền nhiệm hội trưởng Dương Địch đại nhân sao? Lý Vân Tiêu khẽ cau mày, thất vọng nói. Tiền nhiệm hội trưởng, nói như vậy hắn không ở đây. Trong đôi mắt Lục Giao lập tức hiện lên một vẻ sùng kính, hai tay chấp ở trước ngực, gò má ửng đỏ, dáng dấp tràn đầy ngóng trông. Dương Địch đại nhân ở 20 năm trước đã đột phá đến cấp 4 quân cấp thuật luyện sư. Đã điều động tới Tổng bộ Công hội thuật luyện sư. 20 năm trước, Lý Vân Tiêu hơi tính toán, 5 năm trước khi mình có chuyện, vậy hẳn là đã sớm không ở đây. Không có Dương Địch trợ giúp, muốn mở ra kinh mạch ẩn hình khô cạn trên người, thật sự khá là phiền toái. Hiện tại thân thể này của hắn năm nay 15 tuổi, đã bỏ qua thời gian tu luyện tốt nhất, không thể trì hoãn thêm được nữa.
Bằng không coi như sau đó tu luyện, muốn khôi phục lại thực lực đỉnh cao của Cổ Phi Dương, đó là điều hoàn toàn là không thể, càng đừng nói tiến thêm một bước. Kiếp trước Cổ Phi Dương, được Đại Lục Thiên Vũ Tôn làm võ đạo, thuật đạo hai đạo thiên tài. Bản thân không chỉ là đế cấp thuật luyện sư cấp 9, một trong 7 đại trưởng lão của công hội thuật luyện sư. Thành tựu võ đạo càng là đạt tới đỉnh cao, được thánh vực ban tặng phong hào phá quân vũ đế, một trong 10 đại cao thủ của thiên vũ giới. Ta nơi này có một danh sách dược liệu, người có thể giúp ta tìm xem hay không, vật liệu bên trong ta toàn bộ muốn 10 phần. Lý Vân Tiêu rất nhanh mang tới giấy bút, viết xuống một phần danh sách tài liệu. Dương Địch không ở đây, hắn chỉ có thể tự mình nghĩ biện pháp chữa trị ám thương trên người. Vũ luyện chi đạo, một khắc cũng chỉ hoãn không được. Lục Giao kinh ngạc nắm qua danh sách nhìn một lần, đột nhiên nở nụ cười. Tiểu tiên sinh, đồ vật bên trong ngươi sẽ không viết sai chứ? Ta ở trong công hội thuật luyện sư 3, 4 năm rồi, nhưng đồ vật ngươi viết, ta đều chưa từng nghe tới. Lục Giao nói lập tức để Lý Vân Tiêu lo lắng lên, hắn muốn điều chế một loại nước thuốc, dùng để cọ rửa kinh mạch. Cân nhắc tới đây dù sao chỉ là một tiểu phân hội, rất nhiều vật liệu có thể không có, vì lẽ đó một ít đồ vật quý hiếm đều chọn dùng vật liệu khác thay thế. Nhưng kết quả vẫn làm hắn thất vọng. Một nam tử thân mang áo bào đen đi tới, áo choàng trên người hắn là điển hình của thuật luyện sư, trên vai còn có một huy chương hình cung, mặt trên xẹt qua một dấu ấn đỏ như máu, tươi đẹp chói mắt. Mỗi người nhìn thấy nam tử áo bào đen đều dồn dập nghỉ chân hành lễ, lộ ra vẻ tôn kính. Nhưng nam tử áo bào đen một mặt bình tĩnh, thong dong đi tới. Nhìn kỹ lại, liền sẽ phát hiện ánh mắt người hai bên đường đa số là rơi vào huy chương trên vai hắn, đó là một loại thần sắc sùng bái cùng hâm mộ. Còn bản thân nam tử áo bào đen, thì lại không cảm thấy hứng thú. Lý Vân Tiêu híp mắt khẽ mỉm cười, huy chương này chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư cấp 1. Là tượng trưng cho thân phận thuật luyện sư. Dựa vào tấm huy chương này, toàn bộ Đại Lục Thiên Vũ bất kể đi đến nơi nào, cũng có thể được đãi ngộ cực cao. Mà phân chia đẳng cấp thuật luyện sư cũng như võ giả. Thuật luyện sư có 9 cảnh giới, cùng 9 tầng võ đạo tôn xưng từng cái đối ứng. Cổ Vinh này chính là sĩ cấp thuật luyện sư cấp 1. Kiếp trước của Lý Vân Tiêu là Cổ Phi Dương, chính là tuyệt đại cường giả ở võ đạo cùng thuật đạo đều bước vào đế cấp. Lục Giao xoay người, ánh mắt lướt qua huy chương thuật luyện sư màu đỏ kia, nhất thời trở nên nghiêm nghị, cung kính nói. Cổ Vinh đại nhân, vị tiên sinh này viết danh sách, để ta giúp hắn thu thập vật liệu. Cổ Vinh nắm danh sách vật liệu nhìn lướt qua, khẽ cau mày, tiện tay coi như giấy vụn vo thành một đoàn ném xuống đất, nhìn Lục Giao nói. Toàn là lung ta lung tung, Lương đại nhân có chuyện tìm ngươi. Lục Giao vừa nghe là Lương Văn Vũ tìm nàng. Liền sợ hết hồn, không dám chỉ hoãn, vội vàng nói. Ta liền tới. Nàng không nói hai lời liền vội vã chạy đi, hơn nữa nội tâm cũng thở phào nhẹ nhõm. Ngay cả Cổ Vinh đại nhân cũng không nhận ra vật liệu trên danh sách, xem ra tiểu tử này là làm bừa, buồn cười mình không ngờ lại cùng hắn nói chuyện thời gian lâu như vậy. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, mình viết phương thuốc, ở kiếp trước là bảo vật vô giá, tùy tiện một tờ cũng có thể bán giá trên trời. Lại bị một thuật luyện sư cấp 1 nho nhỏ tiện tay làm giấy vụn ném xuống đất, lập tức lạnh giọng nói. Ngươi gọi Cổ Vinh. Thân thể Cổ Vinh hơi dừng lại, trên mặt lướt qua một tia phẫn nộ. Một tên tiểu quỷ lại dám gọi thẳng tên của mình, coi như là những quý nhân trong thủ đô kia, thấy mình cũng phải tôn xưng một tiếng đại nhân. Ngươi lên sĩ cấp thuật luyện sư không tới 7 ngày chứ? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng đem tay trái ôm ở trước ngực, tay phải sờ sờ sống mũi. Hừ, tiểu quỷ nhà ai? Cổ Vinh cao cao tại thượng nhìn xuống, ngạo nghễ nói. Ta ở 5 ngày trước lên sĩ cấp thuật luyện sư, mọi người đều biết. Lý Vân Tiêu ý tứ sâu xa nói. Ngươi thật sự lên sĩ cấp thuật luyện sư sao? Thân thể Cổ Vinh hơi chấn động một cái, trong hai con ngươi lướt qua một tia khiếp sợ, trầm giọng nói. Ngươi đây là ý gì? Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn tay phải lộ ra ngoài áo bào đen của hắn. Trong ánh mắt hiện ra một nụ cười, bắt đầu giảng giải. Năm ngón tay hiện ra vẻ ám hôi, đồng thời bắt đầu có dấu hiệu chóc ra, hiển nhiên là gần đây tiếp xúc âm phong thạch. Còn có trên người ngươi tỏa ra mùi vị huyết diễm lan nhàn nhạt, có phải là vì trung hòa hậu hoạn của âm phong thạch? Tuy rằng âm phong thạch có mấy tính chất đại dung hợp, nhưng bản thân mang đến tác dụng phụ là không thể quên, vật này thuật luyện sư phổ thông căn bản không dám sử dụng.
Từ trình độ 5 ngón tay bị hao tổn của ngươi cùng huyết diễm lan suy đoán, hẳn là sự tình trong vòng 7 ngày. Hơn nữa trên người ngươi còn có mùi tanh nhàn nhạt, đây chính là mùi vị đặc trưng của hổ lưu thạch. Vì lẽ đó ngươi gần đây tiếp xúc lượng lớn hổ lưu thạch. Như vậy rất hiển nhiên, nội dung ngươi sát hạch thuật luyện sư hẳn là rèn đúc hổ lưu thạch làm nguyên liệu chủ yếu của huyền binh. Cả người Cổ Vinh triệt để dại ra, mồ hôi lạnh từ trên trán chảy xuống, cả người đột nhiên phẫn nộ quát. Hoàn toàn là nói bậy. Hắn liền xoay người phẩy tay áo bỏ đi. Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười, xa xôi than thở. Ai, nếu âm phong thạch dùng tốt như vậy mọi người đều là thuật luyện sư rồi. Hơn nữa huyết diễm lan mang đến tác dụng phụ cũng không kém âm phong thạch, người hiện tại mỗi ngày giữa trưa, mi tâm huyệt, thiên trụ huyệt, còn có đại chữ huyệt đau nhói, rất thoải mái a. Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt giống như điện giật co giật một hồi, hai chân như rót vào vạn tấn trì, không nhấc lên được nửa bước. Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, một mặt thương tiếc nói. Đáng tiếc một vị thuật luyện sư thiên phú không tệ, nếu muốn giữ được tính mạng, chỉ có thể chặt đi tay phải, phế bỏ đan điền. Thân thể Cổ Vinh bắt đầu kịch liệt run rẩy. Ngươi đừng nói chuyện giật gân. Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ vuốt hai tay, xoay người liền muốn rời đi. Vậy coi như thôi, vốn còn muốn dạy ngươi phương pháp hóa giải. Ngươi có phương pháp hóa giải. Cổ Vinh như bị điện giật nhảy lên, trong nháy mắt liền vọt tới, ngăn cản Lý Vân Tiêu, thất thanh kêu lên. Mau mau nói cho ta. Mấy ngày qua hắn chính là rơi vào trong thống khổ như Lý Vân Tiêu nói, ngày đó vì lên cấp thuật luyện sư, không nhịn được sử dụng âm phong thạch mà liên minh cấm chỉ. Không nghĩ tới buổi tối hôm đó tác dụng phụ liền bắt đầu phát tác, tay phải dần dần mất đi chi giác, hắn sợ đến hồn phi phách tán. Lật xem lượng lớn điển tịch, cũng không tìm tới phương pháp phá giải. Chỉ ở trong một quyển cổ thư ghi chép phương pháp, dùng huyết diễm lan trung hòa độc tính của âm phong thạch. Ai biết sau khi dùng huyết diễm lan, độc tính của âm phong thạch chỉ thoáng giảm bớt, nhưng tay phải vẫn dần dần mất đi sức sống. Mà độc tố của huyết diễm lan cũng bắt đầu phát tác. Mỗi ngày vào lúc giữa trưa, mi tâm, thiên trụ, đại chữ tam đại huyệt như liệt hỏa đốt cháy, đau đớn sắp nứt. Như vậy sắp tới, kết quả là đan điền tổn hại, tu vi mất hết. Phế bỏ đan điền, nhiều lắm chỉ là phế bỏ vũ luyện chi đạo, hắn còn có thể thoáng tiếp thu. Nhưng nếu phế bỏ tay phải, thuật luyện chi đạo cũng thuận theo phế bỏ. Đây là điều hắn bất luận như thế nào cũng không thể tiếp thu được. Đặc biệt sau khi lên sĩ cấp thuật luyện sư, loại địa vị tôn vinh kia. Người bên ngoài kính nể cùng ánh mắt hâm mộ, để hắn càng thêm lưu luyến thân phận sĩ cấp thuật luyện sư hiện tại. Xin ngài nói cho ta phương pháp hóa giải, cầu ngươi. Cổ Vinh dùng tay trái liều mạng nắm lấy vai Lý Vân Tiêu, cả người run cầm cập, hầu như là gào khóc nói. Lúc này trong đại sảnh lầu một có không ít người đến người đi, dồn dập kinh ngạc nhìn hai người, tuy rằng đều ở phía xa không nghe thấy hai người nói chuyện. Nhưng bộ dáng của Cổ Vinh, cùng với vẻ mặt sắp khóc, càng làm mọi người liếc mắt, đều đang suy đoán thân phận của thiếu niên này. Lý Vân Tiêu mở ra hai tay, kinh ngạc nói. Ồ, danh sách vật liệu của ta đâu? Chạy đi đâu rồi? Ngươi nhìn thấy danh sách vật liệu của ta không? Cổ Vinh sững sờ, lập tức quay đầu đi, nhìn thấy tờ giấy kia bị mình xoa thành một đám giấy vụn. Hắn đương nhiên rõ ràng ý tứ của Lý Vân Tiêu, vội nói. Ở chỗ nào, ngài chờ, ta kiếm cho ngài. Hắn không nhìn ánh mắt giật mình của mọi người, chạy tới cúi người tìm kiếm. Nhất thời tiếng nghị luận kinh dị dồn dập truyền vào trong tai, làm hắn mắc cỡ đỏ cả mặt, hận không thể tìm cái khe nứt chui vào. Trước tiên chiếm được phương pháp hóa giải, mối thù nhục nhã này, ta nhất định phải báo. Cổ Vinh hận đến nghiến răng nghiến lợi, trong ánh mắt lóe lên vẻ oán độc, vẫn như cũ giả vờ bộ một mặt bình tĩnh, đem danh sách cẩn thận mở ra, đưa tới trước mặt Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu hững hờ nắm lấy tờ giấy, mạnh mẽ lau nước mũi, sau đó vò thành một cục ném ra ngoài. Đồ vật trên danh sách mỗi loại ta muốn 10 phần, tập hợp đủ liền đến học viện Già Lam tìm ta, tên của ta gọi Lý Vân Tiêu. Ngươi! Cổ Vinh nhìn danh sách bị vò thành một cục ở trên đất, phía trên còn có dính nước mũi nhơm nhớp, nhất thời trong dạ dày quay cuồng một hồi, tức giận đến cả người run rẩy. Ánh mắt Lý Vân Tiêu ngưng tụ, nhìn hắn cười lạnh nói. Mặt mũi không phải người khác cho, là tự mình đi tranh thủ. Trên mặt hắn lướt qua một tia sát ý, thanh âm nhẹ nhàng truyền vào trong tai Cổ Vinh. Trong lòng ngươi tốt nhất đừng ghi hận ta, người có ý bất thiện đối với ta,
đã còn rất ít sống ở cõi đời này. Ta không hy vọng sau khi ngươi thật vất vả kiếm về một cái mạng, lại không cẩn thận ném mất. Đúng rồi, tay phải của ngươi phỏng chừng chỉ có thể chống đỡ 3 ngày, trong vòng 3 ngày không tìm được 10 phần những nguyên liệu này, tay phải của ngươi liền triệt để báo hỏng. Trừ khi xuất hiện đế cấp thuật luyện sư cấp 9, bằng không đời này ngươi cũng đừng nghĩ tới luyện chế. Lý Vân Tiêu nói nhẹ lọt vào tai, lại làm cho cả người Cổ Vinh hoảng sợ run cầm cập, tim hắn hầu như là điên cuồng đập loạn lên. 3 ngày, những tài liệu này hơn phân nửa ta nghe cũng chưa từng nghe tới. Hơn nữa, ta làm sao biết ngươi không phải là đang gạt ta? Lý Vân Tiêu nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi rất thông minh, ta tin tưởng ngươi có biện pháp. Lấy lá cây bạch nguyệt trúc cùng thương lang sâm bố trí thành thuốc, mỗi ngày sớm, trưa, chiều dùng một lần, có thể giảm bớt thống khổ của ngươi, cũng có thể làm cho tay phải của ngươi sống thêm 2 ngày. Nhưng, vẻn vẹn chỉ là 2 ngày. Trong vòng 5 ngày tập hợp không đủ vật liệu, thì không cần tới tìm ta nữa. Chúc ngươi nhiều may mắn. Trong đầu Cổ Vinh đang tinh tế suy tư 2 loại dược liệu kia, vừa xuất thần, liền phát hiện Lý Vân Tiêu đã không còn bóng dáng. Sắc mặt hắn trong nháy mắt âm trầm muốn chảy ra nước, 5 ngón tay trái bấm vào trong thịt, cũng không cảm giác được đau đớn chút nào. Chỉ là một thiếu niên bình thường, không phải võ giả cũng không phải thuật luyện sư, tại sao ở trước mặt hắn? Ta lại có một loại cảm giác run rẩy. Cổ Vinh nhất thời cảm thấy giận dữ và xấu hổ, nội tâm dữ tợn rít gào lên. Để ngươi lại càn rỡ mấy ngày, chờ lấy được phương pháp hóa giải, tất nhiên sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Học viện Già Lam, Lý Vân Tiêu. Hắn giận dữ và xấu hổ đi đến chỗ tờ giấy kia, ở dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, đỏ cả mặt cầm lên. Không biết từ nơi nào lấy ra một cái bao bố, bao bọc lại rồi để vào trong túi chứa đồ. Người bốn phía dồn dập cúi đầu, bởi vì bọn họ đều cảm nhận được trên người Cổ Vinh tản mát ra phẫn nộ cùng sát ý như thật, sợ đến mức dồn dập tản ra, không dám nhìn nữa. Tại lầu 3 tháp thuật luyện sư, trong một phòng làm việc xa hoa. Lương Văn Vũ cẩn thận dặn dò. Trong này là 10 cân linh hạc căn cùng bạch phượng long liên mà tể tướng Lam Hoàng muốn, dị thường quý giá. Hiện tại ngươi lập tức đưa đến phủ tể tướng, tự mình giao cho Lam Hoàng. Linh hạc căn. Bạch Phượng Long Liên, Lục Giao dại ra một hồi, lẩm bẩm nói. Thật sự có 2 loại đồ vật này sao? Lương Văn Vũ hơi nhướng mày. Làm sao, ngươi đang nói thầm cái gì đó? Lục Giao cuống quýt phục hồi tinh thần lại. Ta hơi thất thần, xin lỗi Lương Đại Nhân. Vừa nãy có một thiếu niên 10 mấy tuổi cầm một danh sách cho ta, muốn ta tìm vật liệu cho hắn. Tên dược liệu bên trong ta không quen chút nào, ban đầu còn tưởng rằng là hắn viết lung tung. Trong đó có linh hạc căn cùng bạch phượng long liên này. Thiếu niên 10 mấy tuổi. Lương Văn Vũ rơi vào suy tư. Linh hạc căn cùng bạch phượng long liên đều là đồ vật dùng để tăng lên thực lực võ giả, danh sách kia đâu? Lục Giao cẩn thận đáp. Vừa nãy Cổ Vinh Đại Nhân gọi ta tới, danh sách Cổ Vinh Đại Nhân đã trả lại thiếu niên kia. Ồ, Lương Văn Vũ hơi có chút thất vọng nói. Ngươi có thể nhớ những gì? Lục Giao cẩn thận nhớ lại. Mạc Phú Quỷ Hoa, Diêm La Minh Quả, Chân Không Nhũ, Thấp Bà Hoa, Phi Tiên Nha. Theo nàng nói ra từng cái, sắc mặt của Lương Văn Vũ từ nghi hoặc biến thành kinh ngạc, lại biến thành khiếp sợ, cuối cùng thành dại ra. Còn có mấy vị thuốc ta không nhớ ra được. 2 hàng lông mày của Lục Giao nhíu lại cùng nhau, dù sao cũng chỉ là liếc nhìn qua một chút, có thể ghi nhớ nhiều như vậy, cũng coi như là ký ức kinh người. Lương Văn Vũ hoàn hồn trở về. Vội vàng lấy ra một tờ giấy đem những tài liệu này ghi lại. Thiếu niên kia có lưu lại tên, phương thức liên lạc gì không? Lục Giao lắc lắc đầu, nhưng nội tâm chấn động không ngớt, có thể làm cho Lương Văn Vũ đại nhân coi trọng như vậy, thiếu niên kia đến cùng là lai lịch gì? Nàng cẩn thận từng ly từng tí hỏi. Lương đại nhân, ta ở công hội thuật luyện sư cũng hơn 3 năm thời gian, sao chưa từng nghe qua những đồ vật này? Lương Văn Vũ nhìn danh sách tàn khuyết không đầy đủ. Thở dài nói. Bên trong có mấy vị thuốc ta cũng chưa từng nghe tới, nhưng những đồ vật này tổ hợp lại với nhau, cho ta trực giác là một loại thuốc vô cùng ghê gớm. Đối với việc tăng trưởng tu vi võ giả có chỗ tốt cực lớn. Ngay cả Lương Văn Vũ đại nhân cũng chưa từng nghe tới. Lục Giao giật mình dùng tay ngọc che môi đỏ, trong đôi mắt lộ ra vẻ mặt không thể tin tưởng. Lương Văn Vũ lắc đầu nói. Sẽ không đâu. Trong đó có mấy loại dược liệu tổ hợp lại với nhau vô cùng huyền diệu,
ta ở trong thời gian ngắn cũng nghĩ không ra quan hệ trong đó. Nếu lần sau thiếu niên này trả lại, ngươi nhất định phải nghĩ biện pháp lưu hắn, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất đến thông báo ta. Vâng. Lục Giao mang theo tâm tình khiếp sợ cùng thấp thỏm, cầm túi chứa đồ rời đi. Lý Vân Tiêu đi một mình ở trên đường, âm thầm suy nghĩ. Những tài liệu kia đối với Cổ Vinh mà nói quả thật có chút khó, không thể hoàn toàn hy vọng hắn, nhất định phải nghĩ biện pháp khác nữa. Hắn nhìn không gian giới chỉ trong tay, đem một tia thần thức dò vào trong đó, bên trong đều là các loại đồ vật ngổn ngang. Toàn là vớ vẩn gì đó, ngay cả xuân dược cũng có. Nha, nghĩ ra rồi, là lần trước bí mật mua, vẫn không dùng tới được. Hắn tiện tay ném xuống một bình nhỏ, cầm ra một thanh hắc kiếm, cầm trong tay hơi có chút cảm giác giật mình, cười khổ nói. Thanh hắc thiết trọng kiếm này có chút dùng, nặng 32 cân 7 lạng, ta lại có chút nắm không nổi. Thật hoài niệm kiếm chạm tinh thần của ta a, cũng không biết bị lạc ở nơi nào. Trước khi đả thông 7 đạo mạch luân, trước hết chấp nhận dùng nó. Lý Vân Tiêu trực tiếp đem trọng kiếm vác trên vai, hướng phương hướng học viện Già Lam đi đến. Chờ ngưng luyện ra nguyên khí, lại chế tạo một thanh huyền binh. Chờ đi trở về học viện, hắn đã thở hồng hộc. Hả, Trần Hầu Tử, Hàn Phì Chư, các ngươi ở cửa đón ta đấy à? Ở cửa học viện Già Lam, Trần Chân, Hàn Bách bình thường thân thiết với hắn, đang có biểu tình lo lắng xoay quanh. Hai người vừa thấy được Lý Vân Tiêu, Trần Chân nhất thời hét lớn. Vân Thiếu, ngươi chạy đi đâu vậy hả, làm chúng ta tìm ngươi muốn điên lên rồi. Trần Côn Tử, ngươi muốn làm cái gì? Đột nhiên phía sau truyền đến một tiếng quát to, Đỗ Phong từ phía sau Trần Chân lao ra, nhìn chằm chằm Trần Chân cười âm lãnh nói. Chẳng lẽ ngươi muốn đối nghịch với Lam Lão Đại? Sắc mặt Trần Chân đột nhiên biến đổi, cắn răng nói. Ngươi ít ở nơi này cáo mượn oai hùng, ta chỉ là truyền đạt lời của Lạc Lão Sư mà thôi. Vân Thiếu, tan học. Câm miệng. Đỗ Phong hét lớn một tiếng đem lời nói chặn lại, cả người là lao lên, năm ngón tay như ưng chảo hướng về yết hầu của Trần Chân chộp tới. Trần Chân hoàn toàn biến sắc, vội vàng lui về phía sau. Đỗ Phong đã là vũ đồ mở ra 4 đạo mạch luân, nguyên lực ở trên hắn. Đỗ Phong, không nên khinh người quá đáng. Một bên Hàn Bách nhìn không hợp mắt, vội vượt tiến lên, một quyền gào thét bung tới, đùng. Đánh vào trên ưng chảo của Đỗ Phong, hai người đều là vũ đồ mở ra 4 đạo mạch luân, thực lực sàn sàn với nhau, đồng thời chấn động, dồn dập lui lại. Hàn Phì Chư, ngươi dám động thủ lần nữa thử xem. Bên người Đỗ Phong hiện ra một người, hai tay khoanh ở trước ngực, mặt vênh lên đầy kiêu căng. La Kiệt ta tuần trước mới vừa mở ra 5 đạo mạch luân, đang lo không ai luyện tập đây này. Hàn Phì Chư, giờ lấy ngươi làm bia ngắm thử xem, nhìn 5 đạo mạch luân cùng 4 đạo mạch luân, đến cùng chênh lệch lớn bao nhiêu. Ha ha, chênh lệch là một quyền của ngươi có thể đánh cho hắn răng rơi đầy đất. Đỗ Phong cười to lên, chỉ vào hai người Trần, Hàn nói. Cho các ngươi 3 phút, cút cho ta. Giờ khắc này cửa lớn tụ tập không ít học viên xem trò vui, dồn dập chỉ trỏ trỏ nghị luận. Hai người Trần, Hàn tức giận đến sắc mặt tái xanh, phía sau đột nhiên truyền đến thanh âm lạnh như băng của Tần Như Tuyết. Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao để chúng ta cút. Nàng nộ khí đằng đằng nói. Ta liền nói cho Lý Vân Tiêu biết, khóa sau của Lạc Lão Sư nhất định phải tới, các ngươi làm khó dễ được ta sao? Đỗ Phong cùng La Kiệt biến sắc. Bọn họ là không đắc tội được công chúa. Đỗ Phong chỉ vào mấy người mắng. Trần Côn Tử, Hàn Phì Chư, còn có ngươi tên rác rưởi kia, lần này coi như các ngươi gặp may. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, muốn mang theo La Kiệt rời đi. Tuy thực lực La Kiệt cao hơn hắn, nhưng thế lực Đỗ gia so với La gia cao hơn nhiều, vì vậy La Kiệt ở trong đám tùy tùng của Lam Phi, địa vị vẫn là khá thấp. Ta tưởng là sự tình gì, lại làm thần thần bí bí như thế. Lý Vân Tiêu sờ sờ mũi, coi như không trừng phạt, hắn cũng dự định đi phòng trọng lực tu luyện. Nháo xong rồi, giờ muốn đi sao? Đỗ Phong dừng lại bước chân, con người hơi trợn lên. Làm sao, tên rác rưởi ngươi có ý kiến gì? Lý Vân Tiêu đưa tay đặt ở trên chuôi kiếm. Cũng không có ý kiến gì, chỉ là muốn nhìn một chút mở ra 5 đạo mạch luân, cùng chưa mở ra mạch luân, đến cùng chênh lệch lớn bao nhiêu mà thôi. Mấy người Đỗ Phong cùng Tần Như Tuyết đều sững sờ, Tần Như Tuyết bật thốt lên.
Lý Vân Tiêu, ngươi. Ha ha, thú vị. Đỗ Phong cười to chặn lời của Tần Như Tuyết. Nếu ngươi muốn chết, ta không ngại thành toàn cho ngươi. Vừa dứt tiếng, hai chân của hắn liền giẫm một cái, cả người bắn ra, một quyền hướng trên đầu Lý Vân Tiêu đánh tới. Tên rác rưởi này cũng dám lên tiếng. Trong lòng Đỗ Phong tất cả đều là tâm ý trào phúng cùng cười gằn. Đặc biệt nghĩ đến thân phận của Lý Vân Tiêu, cháu của đệ nhất đại lão quân đội của nước Thiên Thủy, trưởng tôn dòng chính Lý gia. Cái thân phận này cực kỳ hiển hách, để hắn đánh lên càng có một loại vui vẻ biến thái, thời điểm nắm đấm hạ xuống, thậm chí còn phát huy hơn bình thường. Cẩn thận! Ba người trần chân kinh hô, nhưng muốn cứu đã không kịp. Tần Như Tuyết càng sợ đến tay nhỏ che miệng, hoa dung thất sắc. Lý Vân Tiêu chỉ là người bình thường, làm sao chịu đựng nổi một quyền của vũ đổ bốn đạo mạch luân. Ầm tương đương. Tất cả mọi người đều nghe thấy một đòn rất nặng nề, thân thể Đỗ Phong đột nhiên ở trước mặt Lý Vân Tiêu đình trệ, một quyền đã vung tới, đang kề sát ở trên thái dương huyệt của Lý Vân Tiêu. Nhưng dáng dấp của Lý Vân Tiêu vẫn hờ hững như cũ, không có vẻ thống khổ chút nào. Không đúng. Con ngươi La Kiệt thu nhỏ lại, hắn trong nháy mắt liền phát hiện, nắm đấm của Đỗ Phong cũng không có đánh vào trên mặt Lý Vân Tiêu, mà còn kém nửa cm. À. Một tiếng khóc thét thống khổ vang vọng đất trời, sắc bén truyền vào trong tai mỗi người, hầu như đâm thủng màng tai. Loại tiếng kêu thảm thiết này làm người ta run rẩy, khiến mỗi người tưởng tượng chủ nhân của thanh âm chịu đựng thống khổ bao lớn. Để sắc mặt của mọi người đại biến là, thanh âm này không ngờ là từ trong miệng Đỗ Phong phát ra. Bởi vì giờ khắc này hắn quay lưng về phía mọi người, vì lẽ đó không ai biết xảy ra chuyện gì. Chỉ nhìn thấy thân thể Đỗ Phong bắt đầu kịch liệt run rẩy, sau đó chậm rãi ngã xuống phía sau. Đỗ Phong! Theo La Kiệt kinh hãi hô to một tiếng, Đỗ Phong rốt cục ngửa mặt ngã trên đất, hai tay run cầm cập bưng dưới khố, ở trên đất điên cuồng co giật lên, trong miệng không ngừng phát sinh tiếng kêu thảm thiết, như heo bị làm thịt. Lúc này mọi người mới nhìn thấy, Lý Vân Tiêu chậm rãi thả chân phải xuống. Nguyên lai hắn là một cước đá vào mệnh căn của Đỗ Phong. Nhìn ánh mắt nghĩ mà sợ của mọi người, Lý Vân Tiêu bất đắc dĩ mở hai tay ra, vô tội nói. Các ngươi đều nhìn thấy, là hắn xông lên đánh ta, ta chẳng hề làm gì cả, chỉ là nhấc đầu gối chân phải lên mà thôi, ai biết hắn lại đụng vào, thật xui xẻo. Hóa ra là dùng đầu gối, tiểu tử này thật tàn nhẫn a. Hết thảy nam tính học viên ở đây quan sát đều là cả người run cầm cập, tự động dùng tay bảo hộ phía dưới. A, ta xong đời. Đỗ Phong khóc thét bưng đũng quần, ở trên đất thống khổ lăn lộn, trong hai tay chảy ra lượng lớn máu tươi cùng dòng chất lỏng sền sệt. Giết hắn, La Kiệt nhanh giết hắn cho ta. La Kiệt phẫn nộ đem nắm đấm đùng đùng chỉ thẳng về hướng Lý Vân Tiêu. Lý Vân Tiêu, người quá ác độc rồi. Lại dùng chiêu số nham hiểm như vậy đối phó đồng học. Lý Vân Tiêu vô tội nói. Người cũng không thể vô liêm sỉ như vậy, mọi người đều nhìn thấy, là chính hắn đụng tới. Ít nhất có hơn 10 vị đồng học có thể làm chứng cho ta. Ngươi! Hắn nhất thời giận dữ, nhưng tình huống nhìn qua xác thực là như vậy, ngay cả hắn cũng không thể nhìn ra đầu mối gì, chỉ có điều tại sao có thể có chuyện quái dị như thế. Mỗi người ở đây trong đầu cũng là ý tưởng giống nhau. Đúng vậy, là tiểu tử kia tự mình xông lên, đánh người lại đụng vào tiểu kê kê của mình, thật là kỳ quái, quả thực là chưa từng nghe thấy. Bất kể nói thế nào, người cũng trốn không thoát quan hệ. La Kiệt bực tức nói. Ngày hôm nay ta muốn hủy mệnh căn của ngươi, lại phế tứ chi của ngươi, báo thù cho Đỗ Phong. Bóng người hắn lóe lên, liền xông lên trước, tựa hồ trong lòng có chút kiêng kỵ, không như Đỗ Phong chính diện bắt nạt, mà là nghiêng người đánh xuống một quyền. Quyền phong như kiếm, lực phá nghìn cân. Thật mạnh, người này không ngờ là cao cấp vũ đồ, tiểu tử kia phiền phức rồi. Bảy đạo mạch luân lấy đạo thứ năm làm bình cảnh, sau khi vọt qua liền có thể gọi là cao cấp vũ đồ, không biết người này mở ra mấy đạo. Sau năm đạo mạch luân, một đạo một thiên địa, ta nhìn hắn thân quyền hợp nhất, lực phá nghìn cân, hẳn là vừa mở ra đạo mạch luân thứ năm, nhưng cũng đầy đủ để tiểu tử kia ăn quả đắng. Lý Vân Tiêu, mau tránh ra. Hàn Bách vội vàng hét lớn một tiếng, múa song quyền, muốn lao lên cứu viện. Tuy hắn không phải là đối thủ của La Kiệt, nhưng sau một quyền nhiều lắm là gãy xương trọng thương, nếu Lý Vân Tiêu trúng một quyền kia, còn có thể sống cũng là kỳ tích. Cong!
hai tay nắm chặt chuôi kiếm, dùng sức nhấc lên hắc thiết trọng kiếm cắm trên mặt đất, mũi kiếm nhắm thẳng vào La Kiệt, che ở trước người. Nhưng dáng vẻ vất vả kia, thân thể cầm đại kiếm cũng lay động bất ổn, tựa hồ gió thổi liền ngã. Ầm. Thanh âm từ trên thân kiếm truyền ra, một quyền của La Kiệt lại trực tiếp đánh vào trên đại kiếm, hơn nữa là trên mũi kiếm. A, bàn tay của ta. Tiếng kêu thảm thiết truyền ra, tay trái của La Kiệt liều mạng che nắm tay phải, máu tươi như nước nhỏ trên đất, đau đớn từ trên bàn tay truyền đến, càng làm cho hắn hoảng sợ chính là, tựa hồ ngón tay cũng ở dưới đòn đánh này, đã bị gãy mất rồi. Song quyền của Hàn Bách vung đến một nửa, cũng triệt để dừng lại, cả người dại ra. Đây là tình huống thế nào? Hiện tại coi như là kẻ ngu si cũng biết có vấn đề. Xảy ra chuyện gì, hắn coi mình là võ sĩ, có nguyên khí kình phong, thân thể có thể chống lại đao kiếm sao? Trên đời tại sao có người ngu như vậy? Ta xem là tiểu tử cầm kiếm kia có vấn đề. Ta cũng cảm thấy không đúng, nhưng trên người tiểu tử kia rõ ràng không có nửa phần nguyên lực, nắm hắc thiết trọng kiếm cũng rất chật vật. Hơn nữa, ta rõ ràng nhìn thấy là chính hắn hướng về mũi kiếm đánh tới. Hừm, giống hệt tình huống lúc trước của tiểu tử bạo điều này, thực sự là gặp quỷ. Tất cả mọi người kinh ngạc nghị luận, lấy nhãn lực của bọn họ tự nhiên không nhìn ra huyền cơ. Tuy rằng Lý Vân Tiêu hoàn toàn không có thực lực, nhưng ánh mắt độc ác, là vũ đế đỉnh cao, đám vũ đồ không có nguyên khí này, có thể đánh chúng hắn mới là có quỷ. Hừ, nếu ngay cả mấy vũ đồ cũng thu thập không được, vậy ta trực tiếp đập đầu chết. Hắn hừ lạnh vác lên trọng kiếm, từng bước một hướng La Kiệt đi đến. Dám ra tay với bằng hữu của ta, ta phế song quyền của ngươi. Hắn đột nhiên chém xuống một kiếm, La Kiệt cảm giác được nguy hiểm, nhưng cũng sợ hãi phát hiện, chiêu kiếm này nhìn như vô cùng chậm rãi, nhưng lại bao phủ hết thảy tử huyệt cùng đường lui của hắn. Thật giống như mình hoàn toàn mở rộng tay, nằm ở trên thất gỗ chờ đối phương chém. Loại cảm giác vô lực này, mặc dù đối mặt những võ sĩ nhất nguyên cảnh kia, cũng chưa bao giờ có. A, à, đại kiếm không lệch đi chút nào, vừa vặn chém vào tay trái của hắn, đột nhiên tuôn ra một đoàn xương máu, hai tay đều là máu me đầm đìa. Nếu muốn giết ta, lại bạo chim nhỏ của ngươi. A, à, không, ta biết mình sai rồi. Vân Thiếu, tha cho ta đi. Đại kiếm lần thứ hai vỗ vào hạ thân của La Kiệt, tiếng vang này để hết thảy nam học viên vây xem run cầm cập lên, lạnh cả người không thôi. Đại ca, vừa nãy tại sao tiểu tử kia đứng ở đó không nhúc nhích cho hắn chém? Ta cũng không biết, đừng quản. Chúng ta vẫn là đi nhanh lên, tiểu tử này ra tay độc ác, không cẩn thận lại rước họa vào thân. Hiện tại trong đúng quần ta đều ướt. Còn có ngươi. Lý Vân Tiêu đi tới bên người Đỗ Phong đang lăn lộn, đại kiếm vung vẩy xuống, nhất thời đánh gãy kinh của hai tay hắn. Đỗ Phong cùng La Kiệt lập tức giống như nhau, đau đến hôn mê đi. Lý Vân Tiêu, ngươi đúng là Lý Vân Tiêu sao? Đến thời khắc này Tần Như Tuyết mới phản ứng được, không thể tin được nhìn tất cả trước mắt. Trần Chân đột nhiên mừng lớn nói. Vân Thiếu, chẳng lẽ kinh mạch của ngươi đã thông, mở ra mạch luân? Lý Vân Tiêu lắc lắc đầu, thở dài nói. Nào có dễ dàng như vậy? Trần Chân cũng có chút bị hồ đồ rồi, chỉ vào hai người hôn mê trên đất nói. Này, chuyện gì thế này? Lý Vân Tiêu biết việc này giải thích với bọn hắn cũng không rõ ràng, vì vậy cười nói. Ngươi không thấy là chính bọn hắn đụng tới sao? Trần Chân nhất thời nghẹn lời. Đụng tới là không sai, nhưng điều này cũng. Lý Vân Tiêu phất tay ngắt lời nói. Được rồi, chuyện này cũng đừng nhắc lại, ta về ký túc xá trước, đợi lát nữa trường học đến tra việc này, ở đây nhiều người như vậy cũng có thể làm chứng cho ta. Hắn đem đại kiếm vác trên vai, liền đi về phía ký túc xá. Chuyện này, Trần Chân nhất thời có chút ngạc nhiên, chỉ cảm thấy Lý Vân Tiêu biến hóa quá lớn. Không chỉ là về thực lực, mà là khí chất cả người, cùng dĩ vãng hoàn toàn khác nhau. Lý Vân Tiêu, coi như chúng ta làm chứng cho ngươi. Nhưng mấy kiếm sau ngươi phế bỏ bọn họ, chuyện này sợ sẽ chọc đến phiền phức ngập trời. Tần Như Tuyết đột nhiên hô. Đỗ gia cùng La gia vẫn luôn đối địch với Lý gia các ngươi, sợ sẽ nhờ vào đó sinh sự. Thân thể Lý Vân Tiêu hơi dừng lại một chút, đầu cũng không quay về, khẽ cười nói. Nếu bọn họ không thành thật, ta liền đánh nổ chim nhỏ của bọn hắn.
Trên mặt Tần Như Tuyết lướt qua một tia đỏ ửng, tức giận dậm chân nói. Lý Vân Tiêu, người thật hạ lưu. Còn nữa, làm sao đột nhiên biến hóa lớn như vậy? Gây ra phiền toái lớn như vậy, còn làm như không có chuyện gì, thực sự là tức chết ta rồi. Hàn Bách như có điều suy nghĩ nói. Mặc dù Đỗ Phong cùng La Kiệt là con cháu Đỗ Gia, La Gia, nhưng không phải đệ tử nòng cốt gì, lấy thân phận của Vân Thiếu, phế bỏ thì phế bỏ. Ta không tin bọn họ dám tới Lý Gia đòi lẽ phải. Ta là sợ bọn họ sẽ trực tiếp đối phó với Vân Thiếu, như vậy Vân Thiếu liền nguy hiểm. Trần Chân Hừ nói. Hừ, ở trong học viện bọn họ còn không dám hung hăng như thế. Phái người trực tiếp đến học viện giết người, này so với đắc tội Lý Gia còn chết nhanh hơn. Hàn Bách cau mày nói. Người ngoài tự nhiên không dám vào động thủ, nhưng nếu là học viên động thủ, học viện cũng chỉ có thể mở một con mắt nhắm một con mắt. Tần Như Tuyết biến sắc. Ngươi là nói Lam Phi. Hàn Bách gật đầu lia lịa. Ai cũng biết Đỗ Phong là người của Lam Phi, mà Lam Phi đã mở ra bảy đạo mạch luân, sắp cô đọng nguyên khí, xung kích võ sĩ. Sắc mặt của Tần Như Tuyết cùng Trần Chân cũng trở nên nặng nề, võ sĩ cùng võ đồ là hai khái niệm khác nhau một trời một vực, huống hồ Lý Vân Tiêu ngay cả võ đồ cũng không phải. Ba người thương thảo một trận, cũng không có biện pháp gì tốt, chỉ có thể than thở rời đi. Học viên của Học viện Già Lam là toàn quốc tinh tuyển ra đệ tử ưu tú nhất, hoặc là như Lý Vân Tiêu, những con em quyền quý của vương quốc. Vì lẽ đó trong học viện thiên tài cùng ngu ngốc đều là một đoàn. Lý Gia là đại lão quân đội của nước Thiên Thủy, tuy rằng bởi vì nguyên nhân thể chất, đã sớm bị gia tộc vứt bỏ, nhưng ở trong học viện vẫn có một gian phòng ngủ độc lập, đồng thời còn có phòng tu luyện độc lập. Hô! Hắn tùy ý ném hắc thiết trọng kiếm xuống đất, bắt đầu hất tay, ép chân, làm các loại tư thế, hoạt động gân cốt. Vóc người này quá yếu, nhất định phải mau chóng cường tráng lên. Bá Thiên luyện thể quyết, luyện thể thuật chí dương chí cường trong thiên hạ, kiếp trước thời điểm được bộ công pháp kia quá chậm, còn không kịp tu luyện liền bỏ mình, lần này vừa vặn. Hắn trầm quát một tiếng, hai chân gập xuống, cả người chậm rãi ép tới, eo cong, lập tức trương thành mãn cung, hình thành một quả cầu, một luồng khí tức quái dị từ trên người tản mát ra. Uống! Một luồng đau đớn gần như đáng sợ từ bên hông truyền vào trong óc, như có mũi đao đem thân thể cắt rời. Lý Vân Tiêu rốt cục không nhịn được biến sắc, cả người lại không bị khống chế, trong nháy mắt đạn về, dưới chân mất đi cân bằng, lảo đảo lùi lại mấy bước, đặt mông trực tiếp ngồi dưới đất. Công pháp này làm sao biến thái như vậy, ta cảm giác toàn thân đều muốn vỡ ra. Chẳng trách tên khốn Bá Thiên kia thực lực kinh thiên, chỉ là bắt đầu nhập môn liền thống khổ như vậy. Bá Thiên Vũ Đế là một vị được công nhận thực lực mạnh nhất trong thập đại phong hào Vũ Đế. Bộ luyện thể quyết này là hắn nhờ số trời run rủi từ trong tay Bá Thiên Vũ Đế lấy được, vẫn không dám lộ ra, vốn định lén lút tu luyện, ai biết còn chưa bắt đầu liền chết ở trong thiên đãng sơn mạch. Có bộ luyện thể quyết này, coi như ta không cách nào mở ra mạch luân, cũng đủ để tu luyện tới cấp độ Vũ Đế. Lý Vân Tiêu hít một hơi thật sâu, lần thứ hai hét lớn một tiếng, khom người bắt đầu. Tồn tại có thể tu luyện tới cửu thiên cảnh đỉnh cao, cái nào không phải nghị lực kinh người. Thiên phú cố nhiên trọng yếu, nhưng trọng yếu hơn chính là đạo tâm kiên định, dũng khí cùng quyết tâm vĩnh viễn không chịu thua. Bá Thiên luyện thể quyết thức thứ nhất, Nguyệt Dương. Lý Vân Tiêu lần thứ hai trở thành trạng thái vòng tròn, lực kéo to lớn để thân thể hắn giống như bị ngũ mã phân thây, mỗi một tấc bắp thịt xương cốt cũng bắt đầu tan vỡ. Lần này chống đỡ 5 giây. Cả người lần thứ hai bắn ra ngoài, trực tiếp dính ở trên vách tường. Nội phủ bị chấn động đến mức tinh lực lăn lộn, phun ra ngoài một ngụm máu lớn. Trở lại, hắn hét lớn một tiếng, hai lần gặp khó để nội tâm sinh ra ngạo khí. Tên khốn Bá Thiên kia có thể luyện, ta mạnh hơn hắn. Thập đại phong hào Vũ Đế trong lúc đó, tuy rằng công nhận thực lực Bá Thiên số một, nhưng ai cũng không phục ai, nội tâm đều là hạng người ngạo khí lăng vân, bế nghệ thiên hạ. Nguyệt Dương thức. Sau một ngày, nội đường trọng lực tu luyện của học viện. Từng cái truyền tống trận pháp khác vào trên mặt đất đá xanh, phân biệt dẫn tới khu vực trọng lực không giống. Chỉ cần học viên dùng một khối nguyên thạch để vào trong trận pháp, là có thể trực tiếp bị truyền đi. Toàn bộ truyền tống trận trọng lực phân bố linh tinh, diện tích mấy mẫu, cũng chỉ có thủ đô mới có thực lực như thế, làm ra một nơi tu luyện như vậy. Ở trung ương mấy chục truyền tống trận pháp, là một cái đài cao, có hơn 1000 mét vuông,
là điểm đến từ trong các khu vực trọng lực truyền ra. Lý Vân Tiêu nhìn các học viên người đến người đi, từng cái khuôn mặt thanh xuân non nớt, tâm tư phảng phất trở lại mấy chục năm trước. Lúc đó hắn còn là một vũ đồ phổ thông, cùng hết thảy vũ đồ ở nơi này như thế, nghe truyền kỳ cố sự của các đại anh hùng, không ngày không đêm ân cần khổ luyện, hướng về con đường cường giả trong lòng đi tới. Chủ động tới nơi này tu luyện nhiều là con cháu gia đình nghèo khổ, chỉ mong có một ngày trở thành võ sĩ của vương quốc, nổi bật hơn mọi người, quang tông diệu tổ. Mỗi người đều là tinh thần sung mãn truyền tống vào, như gà trọi ra trận. Từng cái nghiêm túc, rất ít người nói chuyện. Tình cờ có người nhìn thấy hắn thân mang trang phục hào hoa phú quý, đều lộ ra ánh mắt kinh ngạc. Hắn đi vào trong một trận pháp màu vàng, mặt trên đánh dấu chữ gấp 10 lần, để vào một khối nguyên thạch, nhất thời một đạo quang mang từ trên trận pháp bay lên, đem cả người hắn bao vây. Rất nhanh cả người hắn liền dần dần mở đi, biến mất ở trong nội đường trọng lực. Sau một khắc, ở chỗ đặt chân, nhất thời cảm thấy một luồng lực lượng lôi kéo kinh người từ mặt đất truyền đến, cả thân thể trong nháy mắt sụp xuống, hết thảy huyết nhục đẩy xuống một chút. Uống, uống. Lý Vân Tiêu sớm có tâm lý chuẩn bị, từng ngụm thở hổn hển, nửa người trên thiếu máu nghiêm trọng, biến đến tái nhợt, dị thường khủng bố, cả người có chút dị dạng lên. Hắn mạnh mẽ đứng thẳng tắp thân thể, phóng tầm mắt nhìn, toàn bộ khu vực gấp 10 lần trọng lực rất lớn. Chia làm từng cái phòng luyện công, đánh số từ 001 đến 200. Phải biết toàn bộ học viện Già Lam có hơn vạn học viện, vì lẽ đó 200 phòng tu luyện cũng không nhiều. Giờ khắc này có rất nhiều người không có phòng để vào, ở khu vực công cộng tĩnh tọa chờ đợi. Lý Vân Tiêu hơi ngưng mắt, thần thức ở bên trong nhẹ nhàng quét qua, liền thở hổn hển đi đến phòng luyện công số 013. Mỗi đi một bước, cơ hồ là thuyên chuyển toàn bộ sức mạnh. Lỗ máu toàn thân cũng ở dưới trọng lực này lôi kéo, khuếch đại mở ra, tự chủ hô hấp lên. Nhất định phải mau chóng nắm giữ Nguyệt Dương thức, đến thời điểm dùng thuốc xung kích kinh mạch, thân thể này mới có thể chịu nổi. Đi hơn nửa khắc chung, hắn mới di chuyển thân thể đến phòng luyện công số 013. Ngay thời điểm hắn mới vừa đi tới, của phòng luyện công số 013 đột nhiên mở ra, một tên học viên sắc mặt tái nhợt, cả người tràn đầy mồ hôi đi ra. Hắn vừa nhìn thấy Lý Vân Tiêu, hơi sững sờ, lập tức cúi đầu đi đến truyền tống trận pháp. Thật vất vả mới ra một người, tại sao lại bị tiểu tử này chiếm đi? Chúng ta đã chờ thật lâu, cũng không đợi được một người đi ra. Tiểu tử này vừa tới vận may liền tốt như vậy. Đúng a, thật giống như hắn biết số 013 muốn đi ra vậy. Tiểu tử này là người nào? Làm sao cảm giác trên người hắn không có nguyên lực gợn sóng? Đùa gì thế? Không có nguyên lực gợn sóng liền nói rõ không có mở ra mạch luân. Người bình thường làm sao có khả năng nhận được trọng lực gấp 10 lần. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu một cước muốn bước vào phòng luyện công số 013, đột nhiên có một cánh tay duỗi tới, đem hắn ngăn cản. Một tên học viên mặt mỉm cười, thân mang áo bào trắng ngăn ở trước người hắn. Tại hạ tên Du Hòa Chính, là học viên trung cấp ban, bảy đạo mạch luân đỉnh cao vũ đồ. Tiểu huynh đệ là mới tới phải không? Gian phòng này tặng cho ta như thế nào? Học viên của học viện tổng cộng có 4 lớp, chia ra làm sơ cấp ban, trung cấp ban, cao cấp ban cùng tốt nghiệp ban. Lý Vân Tiêu ngẩng đầu lên, lạnh lùng nói. Tặng con mẹ ngươi, cút ngay. Du Hòa Chính biến sắc, trong cơn giận dữ tựa hồ nghĩ tới điều gì, lặng lẽ phủi phía sau một chút, lập tức khôi phục bình tĩnh, cố nén giận dữ nói. Mới tới đây phải không? Ngày hôm nay bán ta cái mặt mũi. Sau này ở trong học viện có chuyện gì, trực tiếp báo tên của ta. Báo con mẹ ngươi, còn chưa cút. Sắc mặt Du Hòa Chính rốt cục tái xanh, có chút biến thành màu đen, vẫn chưa có người nào dám không cho mình mặt mũi như thế, giận dữ cười nói. Ha ha, có dũng khí. Một rác rưởi không có nguyên lực gợn sóng cũng dám nói chuyện với ta như thế, hôm nay ta sẽ dạy ngươi một ít quy củ mà tân sinh nên tuân thủ. Theo tiếng nói của hắn hạ xuống. Khí thế trên người trong nháy mắt tăng vọt, hình thành uy thế nhàn nhạt, hướng Lý Vân Tiêu oanh đến. Nguyên khí, Du Hòa Chính đã cô đọng nguyên khí, đột phá đến nhất nguyên cảnh giới. Một tiếng thét kinh hãi ở khu công cộng vang lên, nhất thời ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ tới, trên mặt mỗi người đều là vẻ thán phục. Thiên phú thật mạnh a, có người nói tuần trước hắn mới mở ra đạo mạch luân thứ 7, cô đọng nguyên khí làm sao cũng phải mấy tháng mới được, hắn lại 7 ngày liền xong. Ta thấy không phải,
hắn vẫn là ở giai đoạn vũ đồ. Nếu thật sự đột phá đến võ sĩ, giờ khắc này trên người nên có ánh sáng nguyên khí, mà không phải vẻn vẹn chỉ là cảm nhận được uy thế của nguyên khí. Dù vậy, kia cũng quá lợi hại đi, ta xem dáng dấp này, nhiều lắm lại cho hắn 10 ngày, hắn liền có thể chân chính lên cấp nhất nguyên cảnh. Tiểu tử, ngày hôm nay ta tâm tình tốt, đánh gãy xương sườn toàn thân ngươi là được, sẽ không cần mệnh của ngươi. Du Hòa Chính nghe bốn phía nghị luận khiếp sợ, trong lòng tự nhiên sinh ra vẻ đắc ý, đặc biệt giờ khắc này phía sau còn đứng nữ thần hắn theo đuổi trong lòng, càng là phải cố gắng biểu hiện một phen, một nguồn sức mạnh bắt đầu ngưng tụ ở trên nắm tay. Hô! Hắn đột nhiên đấm ra một quyền, gân cốt trên cánh tay đùng đùng vang vọng, phảng phất giống như giang đậu không ngừng vỡ ra. Một luồng quyền phong uy vũ tản ra, như mãnh hổ lâm không, hướng về Lý Vân Tiêu đập xuống. Phục hổ quyền, nhìn rất giống, nhưng phục hổ quyền pháp chú ý không chỉ là khí thế hổ gầm núi rừng, còn phải nắm thời cơ một đòn tất chúng, người chỉ có ngoại hình, khuyết thiếu thần tùy. Thời điểm mọi người ở đây đều vì Lý Vân Tiêu đổ mồ hôi lạnh, hắn lại mở miệng chỉ điểm Du Hòa Chính, thật giống như lão sư chỉ đạo học sinh của mình. Tiểu tử này điên rồi sao? Một quyền của vũ đồ đỉnh cao bảy đạo mạch luân, hắn lại còn có tâm tư trêu chọc. Một tên học viên trợn to mắt. Ta xem không giống như trêu chọc, mặc dù có chút tự đại, nhưng lời nói xác thực có lý. Một học viên khác như có điều suy nghĩ nói. Một gã học viên khác càng là lắc đầu. Mặc kệ hắn nói có lý hay không, đối mặt một quyền của vũ đồ đỉnh cao, hắn lại không tránh không né, trừ khi hắn có tu vi võ sĩ, bằng không lần này ăn thiệt thòi lớn rồi. Trong lòng Du Hòa Chính cũng giận dữ, trên quyền phong không khỏi gia tăng mấy phần khí lực. Vốn chỉ muốn đem đối phương đánh cho tàn phế, lần này lại bất chấp, thế tất một quyền đem học viên trang bức này đánh phế. Uống! Lý Vân Tiêu khẽ quát một tiếng, dưới chân nhẹ nhàng bước ra một bước, hai tay thành chảo đỡ ở trước ngực, đột nhiên hình thành một đạo long hình, mở ra miệng rộng, muốn nuốt chửng tất cả. Tất cả mọi người tựa hồ sản sinh một loại ảo giác. Bên tai mơ hồ truyền đến tiếng long ngâm. Con người của Du Hòa Chính đột nhiên mở lớn, nguyên bản phục hổ quyền của mình quyền uy hiển hách, đã đem phương vị toàn thân đối phương bao phủ vào, không thể tránh khỏi. Ai biết đối phương dùng vẻn vẹn một thức, thì có cảm giác thôn thiên phệ địa, không chỉ phá tận hết thảy oai vũ, càng giống như là một cái miệng rộng to lớn, đang chờ đợi mình đưa tới cửa. Trong lòng Du Hòa Chính cả kinh, nhưng rất nhanh liền trầm ổn. Mặc ngươi chiêu thức quái lạ làm sao? Ta đã là vũ đồ đỉnh cao, dựa vào khí lực, liền đủ để nghiền ép chết ngươi. A! À, đột nhiên một trận đau đớn từ trên cánh tay truyền đến, một quyền không có sơ hở nào của hắn đánh xuống, lại thất bại. Chẳng biết lúc nào 10 ngón tay của Lý Vân Tiêu dĩ nhiên thành chảo, không lùi mà tiến tới, 10 ngón đột nhiên giam ở trên cánh tay phải của hắn. Một cảm giác đau đớn trong nháy mắt truyền vào trong óc, càng để hắn tức điên chính là, sau khi bị 10 chỉ của đối phương nắm. Kinh khí bạo phát trên cánh tay trong nháy mắt biến mất không thấy hình bóng, làm hắn không có nửa phần sức mạnh. Hừ! Lý Vân Tiêu một chiêu đắc thủ, thân thể thuận thế mà lên, đột nhiên va vào trên người Du Hòa Chính, hai chân làm trụ, đột nhiên vai phải hướng về trước ngực hắn dựa vào. Oanh! Trước ngực Du Hòa Chính tê dần, một luồng khí huyết tràn vào yết hầu. Cả người bị va lảo đảo lùi về sau, lùi mấy bước mới đứng vững thân thể. Ai? Thân thể này! Trong lòng Lý Vân Tiêu hơi thở dài một tiếng, đối với thân thể hiện tại này của mình vạn phần không hài lòng. Nếu mình có sức mạnh như Du Hòa Chính, một chiêu long hình vừa nãy liền có thể triệt để phế bỏ cánh tay đối phương, vừa dựa vào càng có thể trực tiếp thuấn sát đối phương. Nhưng hiện tại vẻn vẹn là làm cho cánh tay đối phương tê dần, trước ngực tê dần mà thôi. Hả, vừa nãy xảy ra chuyện gì? Có ai nhìn rõ hay không? Du Hòa Chính một quyền đủ để khai sơn liệt thạch. Ta thậm chí nhìn thấy ánh sáng nguyên khí, làm sao không hiểu liền bị phá. Quá kỳ quái, trên người tiểu tử này căn bản không có nguyên lực gợn sóng, hay hắn là cao thủ ẩn giấu. Du Hòa Chính cũng khiếp sợ, một mặt mờ mịt, đến hiện tại hắn còn không biết là xảy ra chuyện gì. Trên người tiểu tử này không cảm giác được nửa điểm nguyên lực, hơn nữa từ động tác vừa nãy đến xem, tuy rằng cực kỳ huyền diệu, nhưng xác thực không đủ kinh khí. Bằng không mình cũng sẽ không chỉ là bị chấn động đến khí huyết quay cuồng đơn giản như vậy. Nếu là lúc bình thường, có lẽ hắn sẽ cẩn thận lên. Nhưng giờ khắc này bên người còn đứng nữ thần trong lòng, bất luận làm sao cũng không thể ném mặt mũi. Hắn nổi giận hét lớn một tiếng,
đang muốn xông lên, một thiếu nữ mặc áo xanh ở bên cạnh rốt cục mở miệng. Du học trưởng, quên đi. Du Hòa Chính đầy mặt giận dữ và xấu hổ. Lan Đoá, ngươi đợi thêm 5 phút, ta phế bỏ tiểu tử này, nhất định cướp phòng luyện công này cho ngươi. La Lan Đoá lắc đầu nói. Quên đi, phòng luyện công này vốn là hắn chiếm được trước. Mí mắt của Lý Vân Tiêu hơi nhảy một cái, bật thốt lên. Là ngươi. Một dung nhan thanh tú mỹ lệ ánh vào trong mắt hắn, tâm tư nổi lên một trận sóng lớn. La Lan Đoá dùng ánh mắt kinh dị nhìn Lý Vân Tiêu, nhẹ nhàng nói. Không nghĩ tới ngươi không cách nào tu luyện sức mạnh, lại bắt đầu tu luyện kỹ xảo. Lý gia quả nhiên tài nguyên phong phú, vừa nãy một chiêu kia thật sự rất tốt. Thế nhưng, kỹ xảo không có sức mạnh, trước sau chỉ là trò mèo, không ra gì. Vẻ mặt Lý Vân Tiêu có chút quái lạ lên, nhưng vẫn là tán thành nói. Ngươi nói không sai. Sắc mặt Du Hòa Chính càng khó xem, nhìn chằm chằm La Lan Đoá nói. Lan Đoá, ngươi biết hắn. La Lan Đoá không hề trả lời, mà là khẽ mỉm cười, đối với Lý Vân Tiêu nói. Vì lẽ đó ngươi muốn đánh bại ta, căn bản là chuyện không thể nào, sự chênh lệch của chúng ta chỉ có thể càng ngày càng lớn. Kỳ thực ngươi là Lý gia thiếu gia, mặc dù không cách nào tu luyện, cũng sẽ có tiền đồ không tệ, cần gì phải chấp nhất như vậy. Lý gia thiếu gia. Du Hòa Chính biến sắc, kinh ngạc nói. Chính là thiếu gia danh xưng rác rưởi Lý gia kia. Sắc mặt hắn nhất thời quái lạ lên, danh tiếng của Lý Vân Tiêu hắn cũng nghe qua, hoàn toàn là rác rưởi không thể tu luyện, ngay cả những đại sư ở công hội thuật luyện sư kia cũng không có cách nào. Nguyên lai tiểu tử này chính là tên rác rưởi kia, chẳng trách trên người không cảm giác được nguyên lực. Thì ra là như vậy, nguyên lai hắn đi là con đường kỹ xảo. Võ kỹ cao minh, ở trong cùng cấp đối chiến tự nhiên nắm ưu thế, nhưng dốc hết toàn lực, gặp phải cao thủ, dở trò gian như thế nào cũng vô dụng. Kha kha, ta nghe nói tên rác rưởi Lý gia này trước đây điên cuồng theo đuổi qua La Lan Đoá, sau đó bị đả kích, mới bằng lòng bỏ qua. Hừ, thân thế hiển hách thì lại làm sao, không có thực lực, vẫn là rác rưởi. La Lan Đoá danh xưng mỹ nữ, đương nhiên không thể coi trọng hắn. Lý Vân Tiêu biết nàng hiểu lầm, trong lòng có một loại tâm tình là lạ. Trước khi linh hồn của Cổ Phi Dương vẫn không có thức tỉnh, xác thực điên cuồng theo đuổi qua nàng một hồi. Hiện tại hắn còn nhớ, lúc đó nàng vô cùng quyết tuyệt nói một câu. Trượng phu của ta nhất định phải là anh hùng đỉnh thiên lập địa, tương lai nhất định có thể lên làm thần vệ trấn quốc. Dù cho thân thế của ngươi hiển hách làm sao, chung quy là võ đạo rác rưởi, trừ khi có một ngày ngươi có thể đánh bại ta, ta mới sẽ cân nhắc. Lý Vân Tiêu còn nhớ, những câu nói kia mang đến cho mình đả kích khổng lồ, càng thêm tự giận mình. Nhưng giờ khắc này hắn đã không phải là Lý Vân Tiêu lúc trước, mà là Cổ Phi Dương. Đời trước, tuyệt đỉnh mỹ nữ khóc lóc quỳ cầu hắn XXX, có thể quấn đại lục thiên vũ hai vòng. Tuy rằng La Lan Đoá thanh tân tú lệ, nhưng so với những tuyệt thế mỹ nữ trước đây mình gặp, vẫn là chênh lệch một đoạn dài. Vì lẽ đó giờ khắc này trong nội tâm hắn cực kỳ quái lạ, có loại cảm giác khác thường. Hừ, một tên thiếu gia rác rưởi cũng muốn theo đuổi Lan Đoá, thực không biết tự lượng sức mình. Tuy rằng Du Hòa Chính bị thất thế, nhưng sau khi biết Lý Vân Tiêu là tên rác rưởi kia, tâm tình lập tức thật tốt. Lý Vân Tiêu khẽ nâng ánh mắt, liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt này lợi hại như lưỡi đao, trực tiếp đâm vào trái tim của Du Hòa Chính, sợ đến cả người hắn chấn động, lập tức ngậm miệng, trên trán rỉ ra mồ hôi lạnh. Ta nghĩ ngươi đã hiểu lầm, mặc kệ ta có phải rác rưởi hay không, đều sẽ không cùng ngươi đánh. Không có chuyện gì khác, ta muốn tu luyện. Lý Vân Tiêu khoát tay áo một cái, đầu cũng không quay lại trực tiếp đi vào phòng luyện công số 013, khép cửa phòng. La Lan Đoá sững sờ, đôi mắt đẹp hơi trầm xuống, dáng vẻ tựa hồ đăm chiêu. Nhưng Du Hòa Chính lại trợn to mắt, nội tâm nhấc lên sóng gió. Xảy ra chuyện gì, chỉ là rác rưởi ngay cả mạch luân cũng không thể mở, tại sao vẻn vẹn là nhìn quét ta một chút, liền cảm giác lạnh cả người, như rơi xuống vực sâu. Trời ạ, đó là một ánh mắt thế nào a? Hắn gian nan nuốt ngụm nước miếng, nhìn cửa phòng số 013 đã đóng, trên trán mồ hôi lạnh tràn trề. Hắn đột nhiên phát hiện, tựa hồ mình đối với Lý Vân Tiêu sinh ra một loại cảm giác hoảng sợ, để thời điểm lần thứ hai hắn đối mặt Lý Vân Tiêu, dĩ nhiên sinh không nổi chút chiến ý nào. Lan Đoá, xem ở trên mặt mũi của ngươi, lần này liền buông tha hắn, chúng ta đi thôi. Du Hòa Chính lòng vẫn còn sợ hãi,
Cường chống mặt mũi nói. La Lan Đóa gật gật đầu, xoay người liền muốn rời đi. Đột nhiên hơi dừng lại một chút, nghiêng đầu nói. Du học trưởng, vừa nãy Lý Vân Tiêu nói không sai. Phục hổ quyền của ngươi tuy khí thế bằng bạc, nhưng chỉ có hình. Nếu như có thể học tinh túy, vừa nãy sẽ không dễ dàng bị Lý Vân Tiêu bắt giữ. Sắc mặt của Du Hòa Chính một khối thanh một khối hồng, trong ánh mắt tất cả đều là giận dữ và xấu hổ, nội tâm đối với Lý Vân Tiêu đã là hận đến tận xương thủy. Sau khi Lý Vân Tiêu tiến vào phòng luyện công, nhìn quét trong phòng một chút, không gian đại khái 100 mét vuông, bên trong trống rỗng. Chỉ ở trong góc đặt hai khối thiết thạch cao hơn 1 mét, hình dáng như người, hiển nhiên là bia ngắm luyện công. Mặt trên lít nha lít nhít tràn đầy quyền trưởng ấn ký, còn có dấu vết đao kiếm, trong đó một khối đã tổn hại nghiêm trọng. Hai khối hắc thiết thạch này phỏng chừng có hơn 100 năm đi. Lý Vân Tiêu lộ ra ánh mắt tán thưởng, xoa xoa một trận. Bất luận ở địa phương nào, thời đại nào, đều có một nhóm võ giả không sợ gian nan, nhẫn nại khổ tu, hướng về con đường cường giả vô tận đi tới. Uống. Lý Vân Tiêu gầm nhẹ một tiếng. Hiện tại không phải thời điểm cảm thán những thứ kia, nhất định phải mau chóng khôi phục thực lực. Chỉ cần mở ra kinh mạch, cô đọng nguyên khí, ta dự tính trong vòng 10 năm là có thể một lần nữa trở lại cửu thiên cảnh đỉnh cao. Từ cô đọng nguyên khí đến cửu thiên cảnh đỉnh cao, dù là thiên tài như thế nào, cũng cần hơn 100 năm mới có thể đạt đến. Mặc dù là vũ đế sống lại, ngoại trừ Cổ Phi Dương gia, cũng không người dám nói như thế. Bởi vì hắn ngoại trừ phong hào vũ đế, càng là đế cấp thuật luyện sư cấp 9. Đùng 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 đùng. Toàn thân hắn truyền đến tiếng vang đùng đùng, thân thể lấy một tư thế khó mà tin nổi hướng về phía sau uốn nắn. Tay chân liên kết, hình thành một hình tròn tiêu chuẩn, bắp thịt xương cốt toàn thân ở dưới loại tư thế này bắt đầu phát sinh thay đổi vi diệu. Ngoại trừ đau đớn to lớn ra, còn có một sức mạnh kỳ dị vòng đi vòng lại, so với nguyên khí mà dĩ vãng hắn quen thuộc không giống, loại sức mạnh này đi khắp trong bắp thịt huyết mạch, là lực lượng thân thể thuần túy. Đùng. Sau khi chống đỡ bảy tức, cả người hắn rốt cục không chống đỡ nổi, trực tiếp bắn bay ra, mạnh mẽ đánh vào trên vách tường, phun ra ngoài một ngụm máu lớn, váng đầu hoa mắt. Nhưng trên mặt chật vật này, lại tràn trề ý cười. Ha ha, ở dưới gấp 10 lần trọng lực, hiệu quả của Nguyệt Dương thức quả nhiên tăng gấp bội. Không ra 3 ngày, thân thể của ta liền có thể đạt đến cấp bậc vũ đồ, đến thời điểm xung kích kinh mạch ít nhất nắm chắc 6 phần 10. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu bế quan tu hành, sự tình hắn một chiêu đánh bại Du Hòa Chính cũng truyền ra. Mỗi người đều cân nhắc tỉ mỉ, tuy rằng võ kỹ có hiểm nghi thủ xảo, nhưng dựa vào thân thể người bình thường đánh bại vũ đồ đỉnh cao bảy mạch luân, vẫn là làm cho tất cả mọi người chấn động, càng là lật đổ một chút quan niệm về vũ đồ. Lúc đó học viên ở đây quan sát, sau khi mỗi người suy nghĩ sâu sắc, cũng ít nhiều có thu hoạch. Mà Lý Vân Tiêu, cũng ấn vào trong đầu của bọn họ. La Lan Đóa cùng Du Hòa Chính cũng ở sau một ngày rời đi trọng lực khu, có điều lúc Du Hòa Chính đi, ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chăm chú vào phòng luyện công số 013, hận không thể nuốt ăn người bên trong kia. Sau 3 ngày, cửa phòng luyện công số 013 rốt cục mở ra, một nam tử cả người là máu từ bên trong đi ra. Các học viên ở trong khu công cộng đang đợi phòng dồn dập lộ ra vẻ hoảng sợ, đây là người nào a? Quần áo cáu bẩn không nói. Học viên tới nơi này lúc rời đi cái nào không phải vô cùng chật vật. Vấn đề là ngoại trừ chật vật ra, khắp toàn thân người này đều là vết máu. Huyết khô dày đặc bao trùm ở mặt ngoài thân thể, giống như một áo giáp huyết, rất chói mắt. Mùi mồ hôi cùng mùi máu tanh nồng đậm, để trong dạ dày toàn bộ học viên cuồn cuộn một trận, càng có mấy học viên nữ không nhịn được, tại chỗ nôn mửa lên. Ngoại trừ hai mắt sáng sủa như tinh thần ra, hoàn toàn không có hình người. Lý Vân Tiêu ở dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người, trực tiếp đi vào truyền tống trận, biến mất khỏi khu vực trọng lực gấp 10 lần. Chỉ có điều không ai phát hiện là, thời điểm hắn đến một bước đi một bước dừng, thở hồng hộc, lúc về lại ung dung tự nhiên, như dẫm trên đất bằng. Vừa nãy đó là người nào? Dĩ nhiên đem mình dằn vặt thành như vậy, cần phải liều mạng như thế sao? Không biết, nếu như ta nhớ không lầm, người vừa nãy kia chính là Lý Vân Tiêu một chiêu đánh bại Du Hòa Chính. Cái gì, dĩ nhiên là hắn, cha cha, chẳng trách kinh mạch không thông cũng có thể đánh bại vũ đồ đỉnh cao, nguyên lai liều mạng tu luyện như vậy. Kha kha, đây chính là sức mạnh của ái tình a. La Lan Đóa từng đồng ý qua, chỉ cần Lý Vân Tiêu có thể đánh bại nàng,
liền cho hắn cơ hội theo đuổi. Hừ, tuy rằng La Lan đóa đẹp đẽ, nhưng lấy thân phận Lý gia đại thiếu gia của hắn, muốn mấy mỹ nữ như nàng còn khó sao? Ai biết được, có điều coi như hắn cố gắng như thế nào, cũng không thể chiến thắng La Lan đóa. Võ kỹ lại thủ xảo, ở trước mặt sức mạnh tuyệt đối, cũng chỉ là thằng hề biểu diễn. Xác thực, La Lan đóa là cường giả xếp hạng thứ 5 trong tân sinh A. Nghe nói vào tháng trước cũng đã đạt đến nhất nguyên cảnh, thành võ sĩ chân chính. Đừng cảm khái, cố gắng lên, một tên rác rưởi cùng một đàn bà cũng chạy ở phía trước chúng ta. A, à, đột nhiên một tiếng kinh hô truyền đến, mọi người bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy người học viên vừa mới chuẩn bị tiến vào phòng luyện công số 013 kia mặt dại ra đứng ở cửa. Mọi người không rõ đi lên phía trước, nhất thời từng cái sắc mặt đen kịt lại, chỉ thấy trong phòng luyện công, một bia ngắm bằng hắc thiết thạch đã hoàn toàn vỡ thành hai mảnh, nửa người trên ầm ầm ngã dưới mặt đất. Mà trên đất, tất cả đều là tảng lớn vết máu làm cho người kinh hãi. Trái tim của mỗi người đều mạnh mẽ co giật một hồi. Tiểu tử này, còn có phải là người hay không a? Sau một khắc Lý Vân Tiêu xuất hiện ở trong đại sảnh phòng trọng lực, tương tự gây nên khiếp sợ không nhỏ. Nhưng rất nhanh liền bình tĩnh lại, các học viên nhìn thấy đều là một mặt cười khổ. Quyết tâm tu luyện như vậy, như một liều thuốc cường tâm, mạnh mẽ đánh vào trái tim mỗi học viên, kế hoạch tu luyện nguyên bản lập tức gia tăng gấp đôi. Lý Vân Tiêu cũng cảm giác được dáng vẻ của mình quá rêu rao, lập tức từ trong nhẫn chứa đổ lấy ra một bộ quần áo sạch mặc lên, bước nhanh trở về ký túc xá. Công hiệu của bá thiên luyện thể quyết xác thực mạnh mẽ nghịch thiên, nhưng thống khổ cũng làm người thường khó có thể chịu được, hầu như mỗi một tấc da cùng bắp thịt đều bị vỡ ra. Mỗi một lỗ chân long đều vỡ toang ra máu, luyện đến mặt sau Lý Vân Tiêu cũng cơ hồ đau hôn mê bất tỉnh, chỉ là từ bản năng tiếp tục gắng gượng. Mỗi một cường giả có thể tu luyện tới vũ đế, cái nào sẽ là người bình thường? Đều là ăn gian khổ gấp trăm lần người thường, mới có thể đạt được thành tựu gấp trăm lần. Trên đường cường giả, là vĩnh viễn không có đường tắt. Sau khi Lý Vân Tiêu trở lại ký túc xá lập tức tắm rửa, nguyên bản vết thương đầy rẫy, da rẻ nhìn thấy mà giật mình. Sau khi cọ rửa dĩ nhiên bóng loáng như ngọc, không có một tia vết tích. Thân thể động tác trong lúc đó, rõ ràng cảm giác được một loại sức mạnh đã lâu không gặp, tuy rằng còn vô cùng yếu ớt, nhưng đã để Lý Vân Tiêu phi thường hài lòng. Không hổ là công pháp luyện thể đệ nhất thiên hạ, so với dùng linh dược cấp 9 gột rửa thân thể còn cường đại hơn. Có cường độ thân thể vũ đồ, ta cũng có thể thử nghiệm luyện chế một ít thứ đơn giản. Chỉ cần làm ra một ít đan dược cấp thấp, tốc độ tu luyện của ta còn có thể tăng nhanh. Thuật luyện sư mạnh yếu quyết định bởi hồn lực lớn nhỏ, nhưng ở trên rất nhiều thuật luyện chế cơ sở, cũng cần thân thể đạt đến cường độ nhất định mới có thể tiến hành. Hắn đang tính toán đi mua một ít dược liệu cùng dụng cụ luyện chế, đột nhiên sau đầu mát lạnh, một luồng quyền phong đột nhiên tập kích đến. Hắn bản năng hừ một tiếng, cũng không thèm nhìn, một chưởng hướng về sau đầu chộp tới. Đùng! Một luồng kình khí đánh vào lòng bàn tay. Năm ngón tay của Lý Vân Tiêu vồ lấy, cả người lộn mèo chuyển thân qua, tay phải đánh ra. Lạc cát, tiếng xương nổ vang nương theo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Vân Thiếu, là ta a, cánh tay của ta. Lúc này Lý Vân Tiêu mới nhìn rõ ràng người đến, ngạc nhiên nói. Hàn Béo, Hàn Bách thống khổ nhe răng trợn mắt, nhìn cánh tay mình cơ hồ bị quyển thành bánh quai trèo, khóc lóc nói. Vân Thiếu. Cánh tay của ta phế rồi. Lý Vân Tiêu tức giận nói. Chơi đánh lén gì hả, đáng đời. Có là đem xương ta của ngươi cắt thành 7 đoạn mà thôi, tới phòng cứu thương lấy chút hoàng kỳ tử cùng bột mì rảo thành đoàn, đắp lên mấy ngày là không sao. Lần trước xem ngươi có chút quái lạ, cho nên muốn thăm dò một chút. Lúc này Hàn Bách mới khó mà tin nổi nói. Vân Thiếu, sức mạnh của ngươi, chẳng lẽ... Lý Vân Tiêu lắc đầu nói. Còn chưa mở ra mạch luân, ngươi tìm ta có chuyện gì? Hàn Bách trợn to mắt, thất vọng nói. Lợi hại như thế còn không mở ra mạch luân, mấy ngày nay ngươi trốn đi đâu vậy hả? Lạc Vân Thường lão sư đang tìm ngươi khắp nơi. Cô gái nhỏ này tìm ta làm gì? Muốn phạt ta đi phòng trọng lực sao? Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Trên trán Hàn Bách chảy ra một tầng mồ hôi lạnh. Cô gái nhỏ, Vân Thiếu, ngươi sẽ không bị váng đầu chứ? Muốn chết cứ nói thẳng, đừng có hù ta như vậy, ta sẽ chết theo ngươi a. Còn có một việc, khả năng phiền phức lớn rồi. Mấy ngày nay cũng không thấy Lam Phi đâu,
nghe nói là bế quan xung kích nhất nguyên cảnh. Ngươi phế bỏ Đỗ Phong cùng La Kiệt, chờ hắn xuất quan, tất nhiên là tìm ngươi báo thù. Lý Vân Tiêu liếc mắt nhìn Hàn Bách đầy vẻ lo âu, cười nói. Bình tĩnh đừng nóng, chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Hàn Bách tức giận nói. Ngươi có biết nhất nguyên cảnh ý vị như thế nào không? Ý nghĩa cô đọng nguyên khí, chân chính bước vào cấp độ võ sĩ, trở thành một tên võ giả chân chính. Võ sĩ cùng vũ đồ chúng ta trong lúc đó, là có thiên đại khác nhau. Ta cùng Trần Chân, còn có Như Tuyết công chúa đều vì ngươi lo lắng mấy ngày, ngươi ngược lại tốt, chỉ là nhất nguyên cảnh mà thôi. Ha ha! Lý Vân Tiêu cười nhạt, võ sĩ, liếm hài cho hắn cũng không xứng. Tuy giờ khắc này hoàn toàn không có tu vi, nhưng chỉ là một võ sĩ, còn không đáng hắn để trong lòng. Bất kể là Du Hòa Chính, hay là Lam Phi, ở trong mắt hắn đều cùng tiểu hài tử không khác. Ta gần nhất dự định mua ít đồ, trong tay khá cần tiền, mượn ngươi ít tiền a. Mặc dù Lý Vân Tiêu là Lý gia đại thiếu gia, nhưng đã sớm bị gia tộc bài xích ra ngoài, bình thường tiền tiêu vặt cũng là tùy tiện phát cho một chút, vì lẽ đó so với mấy thiếu gia khác, vẫn là hết sức khó coi. Hàn Bách trợn to mắt, giật mình nói. Ngươi thật sự không lo lắng một chút nào sao? Phải biết khóa tân sinh chúng ta này tổng cộng có hơn 3.000 người, nhưng hiện nay xung kích đến võ sĩ chỉ sợ không tới 30 người. Cái thành tích này, coi như đặt ở ban quỷ nghèo, cũng là tồn tại hàng đầu. Lớp học viên bọn họ tất cả đều là con cháu quyền quý thế gia, vì lẽ đó theo thói quen gọi lớp khác là ban quỷ nghèo. Nhưng thực lực tổng hợp của ban bọn họ cũng là kém cỏi nhất, vì lẽ đó người ban khác đều gọi bọn họ là ban bỏ đi. Ha ha, lo lắng a. Nhưng lo lắng cũng vô dụng. Trong tay ngươi có bao nhiêu tiền? Trước tiên cho ta mượn hết, hôm nào trả lại ngươi. Vân Thiếu, ta cảm giác ngươi biến hóa thật lớn. Chân tâm phục rồi. Hàn Bách lấy ra túi chứa đồ, đổ ra một đống lớn kim tệ. Có chừng 200-300 kim tệ đi, đầy đủ ngươi tiêu một năm. Lý Vân Tiêu không khách khí cất đi toàn bộ. Tuy rằng ít một chút, nhưng có còn hơn không? Hắn cầm lấy một kim tệ. Bắn về cho Hàn Bách. Cầm lấy đi mua thuốc, cánh tay của ngươi nhất định phải ở trong vòng 12 canh giờ sơ cứu, bằng không liền thật phế bỏ. Hàn Bách sợ đến vội vã cầm lấy kim tệ chạy đi ra ngoài, mới vừa tới cửa, đột nhiên ầm. Một tiếng vang vọng, thân thể hắn bay lên không trở về, ở trên không trung phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp ngã ở dưới chân Lý Vân Tiêu, hôn mê bất tỉnh, trên bụng rõ ràng có một vết chân. Đồ vật không biết chết sống. Từ ngoài cửa truyền đến một tiếng hừ lạnh, tiếp theo một bóng đen bị ném tới, ngã ở bên người Hàn Béo. Người kia máu me khắp người, mặt sưng phù, nằm trên mặt đất không nhúc nhích, trong miệng không biết rên rỉ gì đó. Lý Vân Tiêu lo lắng nhìn một hồi, mới nhận ra là Trần Chân. Hơn 10 người trực tiếp từ ngoài cửa vọt vào, cầm đầu chính là Lam Phi, hắn một mặt ngạo nhiên đi ở phía trước, mỗi một bước bước ra, khí thế trên người nhất thời tăng vọt mấy phần. Thời điểm đi tới trước mặt Lý Vân Tiêu, nhất thời một ánh hào quang từ quanh thân hắn tản mát ra, uy thế kinh người. Ánh sáng nguyên khí, tiêu chí của võ sĩ. Lão đại, người quả nhiên lên cấp võ sĩ, nhất định phải báo thù cho ta a. Phía sau Đỗ Phong khóc lớn tố lên, dưới khố cao cao nhô lên, hiển nhiên là quấn quá nhiều băng vải, còn không tháo ra. Một bên La Kiệt cũng là sắc mặt tái nhợt, trong ánh mắt phun ra lửa giận giết người, cả người phẫn nộ run rẩy. Không phải là nhất nguyên cảnh sao, còn muốn phát sáng toàn thân để cho người ta xem, coi mình là Dạ Minh Châu sao. Lý Vân Tiêu cúi người nhìn xuống thương thế của Hàn Bách cùng Trần Chân, tuy rằng nhìn qua cực kỳ nặng nề, nhưng cũng không có thương tích chí mạng, lúc này mới yên tâm, nhưng trong đôi mắt đã dấy lên từng tia sát khí. Còn có hai người các ngươi, mới 3 ngày không gặp, làm sao âm thanh cũng thay đổi. Ồ, sâu mép trên mặt các ngươi đâu, đi đâu rồi hả? Qua, wow. Câu này đâm trúng vết thương chí mệnh của Đỗ Phong, làm hắn tức giận đến phun máu, phát điên quát lên. Giết hắn, giết hắn, lão đại ngươi nhất định phải giết hắn cho ta. Tiếng hô của hắn mang theo một làn điệu sắc bén, giống như giọng nữ, nhất thời làm cho trán của tất cả mọi người bốc lên mồ hôi lạnh, thân thể không khỏi run cầm cập một hồi. Lam Phi cũng run cầm cập một hồi, theo bản năng nhón chân hơi di chuyển qua bên cạnh, chỉ vào Lý Vân Tiêu cả giận nói. Là chính ngươi quỳ xuống dập đầu nhận sai, hay là muốn ta đánh gãy tứ chi của ngươi, triệt để trở thành tàn phế?
Tuy Lý Vân Tiêu là rác rưởi, hắn có thể tùy ý bắt nạt, nhưng thật muốn hắn ra tay giết chết đối phương, nội tâm hắn vẫn có lo lắng rất lớn. Dù sao giết hắn chính là triệt để đánh Lý ra một bạt tai, sẽ làm hòa bình mặt ngoài dối trá của hai nhà triệt để xé rách, hậu quả ai cũng không cách nào dự tính. Vì lẽ đó lần này đến, chỉ là ôm ý nghĩ đánh phế Lý Vân Tiêu, lại nhục nhã hắn một phen, cho Đỗ Phong xả giận. Phế bỏ ta! Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, khí thế trên người bỗng tản mát ra, tuy không có loại uy thế như kình khí kia, nhưng thật giống như có một loại khí tức khó có thể dùng lời diễn tả được ngưng tụ ở trong không khí, để hơn 10 người Lam Phi trong nháy mắt cảm thấy cả người khó chịu, từng cái lòng bàn tay bốc lên mồ hôi. Rất lâu rồi, chưa từng nghe qua lời hung hăng như vậy. Xảy ra chuyện gì, tại sao có thể có loại cảm giác run rẩy này? Trong lòng Lam Phi khiếp sợ không thôi, một loại cảm giác sợ hãi bắt đầu lan tràn ở trên người, hắn đột nhiên nhấc lên dũng khí, giận dữ gầm lên một tiếng, một thanh hắc thiết kiếm xuất hiện ở trong tay, không nói hai lời liền hướng về Lý Vân Tiêu chặt bỏ. Cảm giác sợ hãi ấy không hiểu ra sao, để hắn buồn bực bất an, hắn sợ mình lại không quả đoán ra tay, thậm chí sẽ không dám tiếp tục ra tay rồi. Cái cảm giác này thật giống như đứng trên một chiếc thuyền, đối mặt sóng to gió lớn bao phủ thiên địa. Tại sao có thể có cảm giác này, hoang đường? Hắn lập tức bài trừ tạp niệm, hai tay ra đủ 10 phần lực đạo, trực tiếp lâm không chặt bỏ. Quyết định thật nhanh, không chút hàm hồ, không sai, không tệ. Lý Vân Tiêu tán thưởng gật gật đầu, tương tự là hắc thiết đại kiếm xuất hiện ở trong tay, nhẹ nhàng nằm ngang ở trước ngực. Chỉ là động tác rất tùy ý, nhưng đỡ toàn bộ kiếm thế của Lam Phi bao phủ. Lại dám trêu tức ta, muốn chết. Nghe Lý Vân Tiêu chỉ điểm, Lam Phi giận tím mặt, tức đến đỏ bừng cả mặt. Hai tay tăng thêm mấy phần khí lực, ngay cả một tia nguyên khí bảo vệ kinh mạch cũng trực tiếp rót vào trong thiết kiếm, tất cả sức mạnh ầm ầm hạ xuống. Thịch! Song kiếm mãnh liệt chạm vào nhau, dùng ra điện quang đốm lửa, lực lượng khổng lồ từ trên hắc thiết kiếm chuyển đến, hổ khẩu của Lý Vân Tiêu rạn nứt, hai tay tê dại, cả người bị đánh bay ra, nhưng thân thể vẫn chưa mất đi cân bằng, hai chân sát mặt đất bay ngược mấy bước mới giữ vững thân thể. Trên hắc thiết đại kiếm càng có một vết ngân sâu sắc. Đỡ được một chiêu của ta, làm sao có khả năng? Lam Phi trợn con ngươi, cả người trong nháy mắt thất thần, đừng nói mình là võ sĩ. Coi như là vũ đồ, đối phương cũng không thể đỡ lấy một đòn toàn lực của mình a. Chẳng lẽ phế vật này mở ra mạch luân, nhưng vì sao cảm giác không tới gợn sóng nguyên lực? Không chỉ có hắn khiếp sợ, hơn 10 người phía sau tất cả đều trợn to tròng mắt, ngây người như phỗng. Lý Vân Tiêu đè xuống nhiệt huyết ở trước ngực một chút, cười như điên nói. Ha ha, đã nghiền, đã lâu không có toàn lực chiến một trận, tuy rằng hiện tại tình hình có chút quái dị. Có điều vừa nãy chiêu kiếm đó rất tốt ha. Đến, để ca chỉ điểm ngươi mấy lần. Ngông cuồng. Lam Phi tức giận đến đỏ bừng cả khuôn mặt, kiềm chế kích động trong nội tâm, giận dữ giơ lên trường kiếm, một đạo nguyên khí ở trên hắc thiết kiếm tỏa ra, cả người bắn mạnh mà lên, một chiêu kiếm quét xuống. Lưu Vân kiếm chạm. Võ kỹ. Là Lam gia gia truyền võ kỹ, Lưu Vân kiếm quyết. Hơn 10 người phía sau dồn dập lộ ra ánh mắt chấn động, Đỗ Phong càng là như hít thuốc lắc hưng phấn hét dầm lên. Kiếm như Lưu Vân, là Lưu Vân kiếm quyết, tiểu tử này chết chắc rồi. Lam gia Lưu Vân kiếm quyết cùng võ kỹ phổ thông trên thị trường không giống, nhất định phải là võ sĩ mới có thể tu luyện, ở dưới nguyên khí rót vào, nhất thời ánh sáng tăng mạnh, như liệt nhật lăng không, khiến người ta khó có thể nhìn thẳng. Thời điểm Lam Phi ở vũ đồ đỉnh cao liền không ngừng tu luyện chiêu này. Bây giờ đột phá đến võ sĩ, rốt cục có thể hoàn toàn phát huy uy lực của Lưu Vân kiếm quyết. Sau khi sử dụng một chiêu, tự tin nhất thời bành trướng. Hiện tại ta là một nhất tinh võ sĩ chân chính, xem ngươi lấy cái gì ngăn ta. Lưu Vân kiếm quyết chú ý chính là kiếm như Lưu Vân, thông suốt, triển khai lên ý tùy tâm động, như nước chảy mây trôi. Ngươi xem này như là cái gì? Lấy kiếm đến phát sáng, coi là nến sao? Ngươi không gọi tên. Ta còn thực không nhìn ra đây là Lưu Vân kiếm quyết. Lý Vân Tiêu nói nhất thời để Lam Phi tức đến thiếu chút nữa phun máu, hắn bỗng nhiên giận dữ hét. Còn xính miệng lưỡi, ta lấy tiện mệnh của ngươi. Ánh kiếm lâm không chém xuống, mắt thấy cả người Lý Vân Tiêu sắp bị thôn vệ ở trong ánh kiếm, chỉ thấy hắn nhẹ nhàng vung lên hắc thiết đại kiếm, hững hờ điểm đi ra ngoài, trong miệng nói lầm bầm. Có thể được ta chỉ điểm một chút,
người có phúc ba đời. Keng! Một tiếng lanh lảnh vang vọng, hào quang chói mắt trong nháy mắt dập tắt, một thanh trường kiếm màu đen bay lên, xẹt qua trời cao, trực tiếp ca một tiếng cắm vào trên trần nhà. Nguyên khí nhàn nhạt từ trên thân kiếm chuyển tới, vọt thẳng vào trong cơ thể Lý Vân Tiêu. Nội tâm hắn lạnh rên một tiếng, thân thể lấy một tư thế quái dị xoay chuyển một hồi, đau đớn từ trong cơ thể truyền đến, nhưng cỗ lực lượng nguyên khí kia lại ở dưới tư thế này bị hóa giải. Toàn trường yên tĩnh. Phốc! Lam Phi ngây người như phỗng, hai mắt dại ra nhìn bàn tay của mình, ngay cả Lý Vân Tiêu đạp tới một cước cũng không có phát hiện, chỉ cảm thấy ngực đau đớn một hồi, tiếp theo phun ra một ngụm máu tươi. Sao, làm sao có khả năng? Tất cả mọi người đều không tin vào hai mắt của mình, há hốc mồm, chỉ cảm thấy bắp thịt trên cổ cứng ngắc đến khó nhúc nhích. Cả người Lam Phi đầu óc trống rỗng, mãi đến khi dưới khố mát lạnh, mới phát hiện Lý Vân Tiêu cầm đại kiếm trong tay, mũi kiếm cách tiểu đệ đệ của hắn chỉ có ba tấc, chỉ cần tay đối phương hơi run lên, mình liền triệt để xong đời, nhất thời sợ đến hai chân run rẩy, kinh nộ không ngớt. Ngươi làm cái gì? Ngươi dám động ta? Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia khinh bỉ, khinh thường nói. Không dám a, ta thật sợ hãi. Vừa nãy một chiêu kiếm của ngươi chấn động đến mức tay ta tê dại, ta sợ mình cầm kiếm bất ổn, run dữ dội hơn. Tựa hồ phối hợp hắn, tay phải bắt đầu run rẩy lên, lưỡi kiếm kia trực tiếp ở dưới khố Lam Phi quét tới quét lui, nhất thời sợ đến hai chân hắn run cầm cập, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, hầu như là gào khóc nói. Đừng, đừng, mau lấy kiếm ra. Lấy ra. Ánh mắt Lý Vân Tiêu phát lạnh, lạnh lùng nói. Chuyện trước kia ta chẳng muốn cùng ngươi tính toán, nhưng lần này ngươi đã thương Hàn Phỉ Chư cùng Trần Côn Tử, còn muốn giết ta, ngươi nói, ta không bạo chim nhỏ của ngươi, ta có thể nuốt cỗ oán khí này sao? Đừng, đừng, van cầu ngươi, ngươi nói cái gì ta đều đáp ứng ngươi, cầu ngươi dưới kiếm lưu tình. Lam Phi nhất thời gào khóc lên, bị dọa đến toàn thân run rẩy. Hắn dù sao chỉ là thiếu niên 15 tuổi, vừa nghe nói muốn bạo điều, hồn đã không còn. Mà toàn trường có hơn 10 tên học viên, tất cả đều là thiếu niên vũ đồ chừng hơn 10 tuổi. Mắt thấy lão đại trong ngày thường cao cao tại thượng, uy phong bát diện như bùn nhão nằm trên mặt đất khóc lớn, còn dọa tiểu ra quần, nhưng ai cũng không có cảm thấy mất mặt. Đổi làm bất kỳ nam nhân nào, sợ là đều sẽ bị dọa đến hồn phi phách tán. Nam nhân không điều, sống không bằng chết. Đặc biệt là sau khi bọn hắn lén lút nhìn Đỗ Phong cùng La Kiệt, càng là sắc mặt tái nhợt. Từng cái đứng ở đó không dám lên tiếng. Ngay cả võ sĩ cũng không phải đối thủ của hắn, bọn họ những vũ đồ này coi như vây công cũng là một con đường chết. Nếu đổi là kiếp trước, không nói hai lời trực tiếp đem những người này bạo điều. Nhưng hiện tại dù sao thân phận không giống, mà thực lực của mình cũng thấp kém. Lam Phi là vì mới vừa lên cấp võ sĩ, lại không có kinh nghiệm đối địch, hắn còn có thể dễ dàng thủ thắng. Nếu như đổi làm võ sĩ khác thân kinh bách chiến, hoặc là võ sư, hắn liền không có một chút chiến thắng nào. Muốn bảo vệ chim nhỏ cũng được, ra ít tiền mua lại là được rồi. Tiền, có, ta có tiền. Lam Phi phảng phất bắt được một cọng cỏ cứu mạng, vội vàng cởi ra nhẫn chứa đồ trên ngón tay, bất quá càng dùng sức lại càng khó lấy ra, làm hắn vội muốn phát khóc. Phiền phức, đại kiếm của Lý Vân Tiêu lóe lên, một đạo huyết tuyến bay ra, Lam Phi kêu thảm một tiếng. Ngón tay cùng giới chỉ đều trực tiếp bay lên. Lý Vân Tiêu nắm lấy nhẫn chứa đồ, dùng thần thức quét qua, lúc này mới thỏa mãn cất đi. Nhìn cái gì, còn có các ngươi, muốn bảo vệ chim nhỏ liền tự giác một chút. Ánh mắt của Lý Vân Tiêu quét qua, nhất thời từng cái câm như hến, nhanh chóng tháo nhẫn chứa đồ trong tay xuống. Lam Phi dùng tay bưng đoạn chỉ, lúc này mới thoáng bình tĩnh lại. Chúng ta có thể đi được chưa? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu đột nhiên thoáng nhìn một khối ngọc bài mà Lam Phi mang theo bên hông, trong lòng khẽ động, đại kiếm vẩy một cái, ngọc bài này trực tiếp bay vào trong tay hắn, trong ánh mắt lướt qua một tia vui mừng, từ tốn nói. Khối ngọc bội này không tệ, ta muốn. Lam Phi biến sắc, vội la lên. Những vật khác có thể cho ngươi, nhưng khối ngọc bội này không được. Hắn bị ánh mắt lạnh như băng của Lý Vân Tiêu chừng, nội tâm nhất thời hồi hộp nhảy một cái, vội vàng giải thích. Đây là Lam gia chúng ta đời đời tương truyền hộ thân ngọc bội, tổng cộng chỉ có 5 khối, phân biệt do thành viên trọng yếu của Lam gia trưởng quản, chỉ là tượng trưng cho thân phận mà thôi. Đối với ngươi không có tác dụng gì, nhưng đối với ta lại vạn phần trọng yếu.
hắn gấp đến trên trán mồ hôi lạnh chảy ròng, nếu vật này mất rồi, gia tộc không lột ra hắn không thể. Sắc mặt Lý Vân Tiêu phát lạnh, giơ kiếm lên lạnh lùng nói. Đồ vật của bọn hắn quá ít, không đủ mua chim nhỏ. Ngọc bội trả lại ngươi, ta đánh nổ chim nhỏ của bọn hắn. Hoặc là lưu ngọc bội lại, các ngươi mang theo chim nhỏ rời đi. Người còn lại kinh hãi, dồn dập dùng ánh mắt cấp thiết nhìn Lam Phi. Sắc mặt Lam Phi dị thường khó coi, ý tưởng chân thật trong nội tâm hắn, đương nhiên là ngọc bội của mình càng quan trọng. Nhưng hơn 10 người này đều là con cháu các đại gia tộc phụ thuộc vào Lam gia, còn có mấy cái là dòng chính thân truyền. Nếu mình chọn ngọc bội, những người này bị Lý Vân Tiêu bạo điều, phỏng chừng mình cũng không cần lăn lộn. Lam lão đại, thượng quan Tình thấy hắn do dự không quyết định, rốt cục không nhịn được kêu lớn. Lam Phi xanh mặt, trầm giọng nói. Tuy rằng khối ngọc bội này đối với ta mà nói cực kỳ trọng yếu, nhưng cùng các huynh đệ so sánh, căn bản không coi là cái gì. Chúng ta đi. Hắn vung tay lên, tận lực để cho mình tiêu sái một chút. Nhưng dưới khố cùng hai ống quần đều ướt nhẹp, làm gương mặt hắn tím xanh. Còn trang bức. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe ra một tia sát khí, một đạo hàn ý phá không mà lên, nhanh như chớp giật, trực điểm yết hầu của Lam Phi. Lam Phi ngơ ngác phát hiện toàn thân mình đều bị cỗ sát khí như thật này khóa chặt, căn bản tránh né không được, sát khí lạnh lẽo tận xương kia trực tiếp xâm nhập trong cơ thể, 15 năm qua, lần thứ nhất có cảm giác cận kề cái chết. Hắn sợ hãi quát to một tiếng, hầu như là bản năng hướng về bên người vồ lấy, không có bất kỳ suy nghĩ, trực tiếp nắm lấy thượng quan Tình cách mình gần nhất, mạnh mẽ kéo lại chặn ở trước người. Thượng quan Tình kinh hãi, muốn tránh thoát. Nhưng ở đâu là đối thủ của Lam Phi đã là nhất nguyên cảnh võ sĩ, không có chút hồi hộp nào trực tiếp bị xem là tấm khiên. Chi! Kiếm thế dừng lại, Lý Vân Tiêu ở trên không trung vẽ một hình tròn, thu kiếm mà đứng, cười nhạt nói. Ta chỉ là cùng Phi thiếu đùa một chút mà thôi, các ngươi đi đi. Ngươi! Lam Phi tức đến thổ huyết, giờ khắc này thượng quan Tình đã sợ đến hoàn toàn không có màu máu, hai chân liên tục run cầm cập. Một mùi thối chảy xuôi ở giữa hai chân. Sắc mặt Lam Phi âm trầm muốn chảy ra nước, nhìn vẻ mặt thượng quan Tình cũng đã biến thành cực kỳ mù mịt, cúi đầu không nói một lời. Nội tâm hắn hầu như muốn tức phá lồng ngực, thượng quan gia là một thế lực lớn nhất bám vào Lam gia. Mà thượng quan Tình là truyền nhân dòng chính, trợ lực lớn nhất cho tương lai của hắn. Nhưng hắn biết, từ thời khắc này, cái trợ lực kia không chỉ không còn, trái lại rất có khả năng thành kẻ địch cho mình kế thừa vị trí gia chủ. Hắn cũng không dám nói hơn một câu nữa, hai mắt phun lửa vội vàng lao ra ký túc xá của Lý Vân Tiêu, nơi này hắn không dám tiếp tục ở lâu thêm một phút. Người còn lại cũng dồn dập ngậm miệng, cúi đầu từng cái đi theo ra ngoài. Lý Vân Tiêu lấy ra ngọc bội kia quan sát một hồi, mừng lớn nói. Quá tốt rồi, quả nhiên là ngũ sắc thần không thạch. Hắn thu ngọc bội cẩn thận. Ngẩng đầu nhìn trên trần nhà cười lạnh nói. Nhìn lâu như vậy, cũng nên đi ra a. Sau mấy tức, trên trần nhà quả nhiên có một thanh âm vang lên, Cổ Vinh Thân mang hắc y từ trên trần nhà rơi xuống, mặt đầy phức tạp nhìn Lý Vân Tiêu, trong hai mắt tất cả đều là vẻ khó tin. Lý Vân Tiêu từ tốn nói. Xem đã nghiền không, đồ vật đều tập hợp đủ chưa? Sắc mặt Cổ Vinh nghiêm túc đến cực điểm, vừa nãy hết thảy hắn đều nhìn ở trong mắt. Lý Vân Tiêu làm sao đánh bại Lam Phi, hắn lại không nhìn ra nửa điểm đầu mối. Vốn định ẩn núp, trước hạn chế thiếu niên này, lại ép hỏi ra phương pháp giải độc. Bây giờ nhìn lại nào còn dám động mảy may, tuy rằng hắn là trung cấp võ sĩ, nhưng không có nửa phần nắm chắc có thể đánh thắng đối phương, chớ nói chi là bắt giữ. Chỉ thu thập được 6 phần, thực sự là có chút dược liệu quá hiếm, ta hầu như thu xong toàn bộ công hội thuật luyện sư, cũng chỉ chủ bị đủ 6 phần. 6 phần, được rồi, trước tiên cho ta. Có ngũ sắc thần không thạch, hắn xung kích kinh mạch hầu như là nắm chắc 100%, tâm tình lập tức thật tốt, chỉ vào Hàn Bách cùng Trần Chân còn nằm trên đất nói. Trước đem hai người bọn họ chữa khỏi đi. Cổ Vinh biến sắc mặt, cả giận nói. Ngươi coi ta là gì, tùy tiện nghe ngươi chỉ huy. Lý Vân Tiêu lạnh lùng nhìn hắn. Khó chịu liền cút. Cổ Vinh tức giận đến ra đầu tê dại. Mình thân phận cao quý cỡ nào, lại bị một tiểu tử gọi đến gọi đi. Nhưng người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu, huống hồ là quan hệ tính mạng cùng tiền đồ của hắn. Hắn cúi người xuống, kiểm tra thương thế của hai người, từ trong giới chỉ lấy ra hai viên thuốc màu vàng nhạt, phân
phân biệt để vào trong miệng hai người. Được rồi, nên nói cho ta phương pháp giải độc, yêu cầu của ngươi ta đều làm xong, đừng hòng lại để ta nghe ngươi chỉ huy. Lý Vân Tiêu híp mắt, một bộ dáng dấp người hiền lành nói. Bao nhiêu người khóc lóc muốn nghe ta chỉ huy còn cầu mà không được đây, ta dám đánh cuộc, đợi lát nữa ngươi nhất định sẽ yêu cầu theo ta. Cổ Vinh hoàn toàn biến sắc, cả giận nói. Ngươi muốn chơi xấu. Lý Vân Tiêu lạnh rên một tiếng. Bổn thiếu gia là người nào, há có thể lừa gạt một thuật luyện sư chỉ là sĩ cấp như ngươi. Hắn phất tay lên, một tờ giấy cắt ra không khí, trực bắn mà ra. Cổ Vinh giận dữ, cái gì gọi là chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư? Bất kỳ một tên thuật luyện sư nào, đều là tồn tại cực kỳ cao quý, đồng thời ảnh hưởng to lớn. Hắn song chỉ khép chặt, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm, kinh lực trên tờ giấy kia so với hắn tưởng tượng mạnh hơn, mặt hắn âm trầm nhìn lại, nhất thời lộ ra vẻ mừng rỡ như điên, vội vàng cất đi. Lấy học thức của hắn, mặc dù không cách nào 100% kết luận đồ vật trên kia là đúng, nhưng cơ bản có thể phán đoán Lý Vân Tiêu không có lừa hắn. Đồ vật ta cầm, chúng ta thanh toán xong. Cổ Vinh xoay người liền muốn rời đi, thiếu niên này quá mức tà dị. Hắn căn bản là nhìn không thấu đối phương. Nguyên vốn còn muốn báo mối thù khuất nhục, nhưng nội tâm mơ hồ sinh ra một tia sợ hãi, để hắn cảm thấy nhiều một chuyện không bằng bớt một chuyện, tính mạng của mình cùng tiền đồ mới là quan trọng nhất. Này là phương thuốc có thể giải trừ âm phong thạch cùng độc huyết diễm lan trên người ngươi, đồng thời sẽ không lưu lại bất kỳ di chứng về sau. Lý Vân Tiêu chậm chậm rãi nói. Thế nhưng khoảng thời gian này ngươi bị ăn mòn, có phải là cảm thấy mỗi lần thuật luyện, hồn lực càng ngày càng không ăn thua. Thật giống như có dấu hiệu rút lui. Thân thể Cổ Vinh trong nháy mắt cứng ngắc. Ha ha, sau khi thuật luyện sư tiêu hao hồn lực, tốc độ khôi phục so với nguyên khí của võ giả ít nhất phải chậm hơn không chỉ gấp 10 lần. Nhưng hồn lực rút lui, muốn bù đắp lại, so với bình thường tu luyện càng là chậm hơn 100 lần. Tuy rằng người bị độc tính ăn mòn thời gian không lâu, nhưng lấy thiên phú của ngươi, muốn trở lại cảnh giới nguyên lai, ít nhất cũng phải 20-30 năm. Hơn nữa lần thứ hai tấn cấp thuật luyện sư, hy vọng xa vời. Ha ha, ta cũng không đả kích ngươi, nếu số may, trong vòng 50 năm vẫn có hy vọng. Sắc mặt Cổ Vinh khó coi đến cực điểm, những chuyện này hắn làm sao không biết. Sở dĩ địa vị của thuật luyện sư cao như thế, là bởi vì hồn lực tu luyện dị thường gian nan, hơn nữa sau khi rút lui muốn khôi phục hầu như là không thể. Mình cách cấp một luyện kim thuật sư vốn là có đoạn chênh lệch. Lần sau lại hướng cảnh giới này, sợ là phải 50 năm sau, này vẫn là phải số may mới được. Vận may không tốt, cả đời mình có thể chỉ là luyện kim học đồ cao cấp. Ngươi nói những cái này là có ý gì? Ha ha, không có ý gì. Có điều ta trùng hợp biết một biện pháp, có thể để cho ngươi ở trong vòng 50 ngày trở thành một tên sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. 50 ngày. Cả người Cổ Vinh như điện giật, hai mắt trợn tròn vo. Làm sao có khả năng, ngươi gạt ta, coi như hồn lực của mình không có biến mất, cũng không thể trong vòng 50 ngày tấn cấp đến sĩ cấp thuật luyện sư, bằng không cũng sẽ không bí quá hóa liều, sử dụng âm phong thạch. Lý Vân Tiêu sầm mặt lại, lạnh giọng châm biếm nói. Ngươi tính là thứ gì, cũng đáng giá ta lừa gạt. Cổ Vinh ngẩn ngơ, thân thể lại khó có thể di động mảy may, Lý Vân Tiêu nói hắn 10.000 cái hoài nghi, nhưng trở thành thuật luyện sư. Mê hoặc to lớn này để hắn không có cách nào từ bỏ, nhất thời chịu thua nói. Xin lỗi, là ta quá khiếp sợ, ngươi thật chắc chắn để ta trong vòng 50 ngày khôi phục hồn lực. Lý Vân Tiêu lắc lắc ngón trỏ, hừ lạnh nói. Không phải khôi phục hồn lực, là thành sĩ cấp thuật luyện sư chân chính. Kỳ thực ta hoàn toàn có thể để cho ngươi trong 5 ngày liền lên cấp, chỉ có điều ngươi không đáng ta vun bón như vậy. Cổ Vinh gian nan nuốt ngụm nước miếng. Ngươi phải như thế nào mới bằng lòng giúp ta? Ánh mắt của Lý Vân Tiêu phát lạnh, gằn từng chữ nói. Làm nô bộc của ta? Không thể. Con ngươi Cổ Vinh đột nhiên mở to, hoàn toàn biến sắc, cả giận nói. Ngươi một hoàng mao tiểu tử, lại muốn thu một tên thuật luyện sư làm nô bộc. Quá ngông cuồng. Lý Vân Tiêu lẳng lặng ngồi ở trên ghế, một luồng khí thế từ trên người lan ra, trong mắt lóe ra một tia châm biếm, lạnh lùng nói. Nếu không phải ta bây giờ thực lực không đủ, ngươi cho rằng ngươi có tư cách làm nô bộc của ta sao? Dù vậy, ngươi cũng chỉ có tư cách làm nô bộc 50 ngày, sau 50 ngày liền cút cho ta. Cổ Vinh kinh sợ đến mức trong đầu trống không,
Lý Vân Tiêu nói chấn động đến đầu hắn tê dại, nhưng không có chút phẫn nộ nào biểu hiện ra. Bởi vì trong mắt đối phương không hề che giấu chút nào châm biếm cùng nhìn xuống, căn bản không phải giả ra, mà là một cách tự nhiên, thật giống xác thực là như vậy, mình không có tư cách làm nô bộc của hắn, là thiên kinh địa nghĩa. Trời ạ, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tiểu tử này rốt cuộc là ai? Người điên làm sao có khả năng liếc mắt liền nhìn ra vấn đề của ta, còn có phương pháp hóa giải. Ta là tra khắp tư liệu của toàn bộ công hội thuật luyện sư cũng không tìm được biện pháp. Thanh âm nhàn nhạt của Lý Vân Tiêu truyền đến. Người có phải là cảm thấy làm nô bộc của ta rất oan ức? Phí lời, đương nhiên oan ức. Trong lòng Cổ Vinh tức giận mắng không ngớt, đột nhiên hai con mắt Lý Vân Tiêu lóe lên, một đạo hào quang kỳ dị lóe lên một cái rồi biến mất. Liền ở trong nháy mắt này, con người của Cổ Vinh bỗng nhiên phóng to, một cảm giác hoảng sợ truyền khắp cả toàn thân, đó là run rẩy đến từ sâu trong linh hồn, thật giống như từ lúc sinh ra đã mang theo, đối với loại thần linh kia đã kính sợ cùng run rẩy. Hắn không thể đứng thẳng được, hai chân trực tiếp quỳ trên nền đá, cả người mồ hôi lạnh tràn trề, loại cảm giác ngột ngạt trên linh hồn kia để hắn thậm chí không dám ngẩng đầu lên. Xảy ra chuyện gì? Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Trên người một tiểu tử tại sao có thể có uy thế linh hồn mạnh mẽ như vậy? Hắn rốt cuộc là ai? Lần này Cổ Vinh triệt để bối rối, không chỉ có bối rối, hơn nữa còn sợ, là cảm giác sợ hãi thật sâu. Loại miệt thị cùng uy thế trên linh hồn kia, hắn cảm giác được chỉ cần đối phương hơi chuyển động ý nghĩ một chút, linh hồn của mình liền hồn phi phách tán. Thật giống như võ đế cao cao tại thượng, nhích ngón tay là có thể giết chết phũ đồ. Cho ngươi ba cái hô hấp thời gian, muốn hay không? Muốn hay không? Đồng ý, có thể thẳng tới mây xanh. Bỏ mất, là tiếc nuối cả đời. Ta đồng ý. Cổ Vinh cắn chặt hàm răng, tựa hồ dùng hết khí lực toàn thân mới nói ra mấy chữ này. Nhưng vừa mở miệng, nhất thời cảm thấy cả người buông lỏng, hoàn toàn thoát lực, trực tiếp nằm trên đất. Nhưng nội tâm lại vạn phần thoải mái, thật giống như hoàn thành một việc lớn viên mãn xuất sắc. Này để trong lòng hắn cũng vạn phần khiếp sợ. Trong mắt Lý Vân Tiêu lóe lên một nụ cười. Không tệ, vẫn tính quả đoán. Sau này ngươi sẽ biết, quyết định của ngày hôm nay là may mắn làm sao. Nếu ngươi đã nhận ta làm chủ, ta đương nhiên sẽ không bạc đãi ngươi. Hắn cong ngón tay búng một cái, một phương thuốc bắn nhanh ra. Dựa theo phương pháp phía trên tu luyện, trong vòng 5 ngày không thể lên sĩ cấp thuật luyện sư, liền chứng minh tư chất của ngươi quá kém. Không có tư cách làm nô bộc cho ta, sau đó không cần tiếp tục tới gặp ta. Trong ánh mắt Cổ Vinh vạn phần khiếp sợ, tiếp nhận phương thuốc nhìn lại, trong nháy mắt cả người như sét đánh, nghẹn ngào kêu lên. Luyện hồn thuật. Lý Vân Tiêu nhẹ rên một tiếng, lơ đễnh nói. Chỉ là pháp môn luyện hồn rác rưởi nhất mà thôi, nhưng đủ để cho ngươi trong vòng 5 ngày hoàn toàn khôi phục, đồng thời lên sĩ cấp thuật luyện sư. Tờ giấy kia tựa hồ có ma lực vô cùng. Thân thể Cổ Vinh không ngừng run rẩy lên, thân thể vừa khô quắt xuống thật giống như hít thuốc lắc, lần thứ hai nhảy nhót lên, trong đôi mắt cực kỳ hưng phấn. Luyện hồn thuật, dĩ nhiên là luyện hồn thuật, chủ nhân, này, đây là thật sao? Hắn gian nan hô lên hai chữ chủ nhân, lúc trước nội tâm còn cảm thấy cực kỳ ủy khuất, giận dữ và xấu hổ, hiện tại lập tức biến mất, chỉ có đầy ngập kích động. Lý Vân Tiêu hơi nhướng mày. Trực tiếp gọi ta Vân Thiếu là được, này chỉ là luyện hồn thuật rác rưởi nhất, chỉ cần ngươi biểu hiện tốt, ta sẽ không keo kiệt ban thưởng. Ngươi trở về đi, có việc ta sẽ để người đi công hội thuật luyện sư tìm ngươi. Vâng, Vân Thiếu. Cổ Vinh run cầm cập lấy ra một hộp ngọc tinh xảo, đem tờ giấy thả vào, lại cẩn thận từng ly từng tí cất vào nhẫn chứa đồ. Hướng về Lý Vân Tiêu khom người lại một hồi, liền cáo lui mà đi. Thuật luyện sư tu luyện quan trọng nhất chính là đối với hồn lực tiến hành tầm bổ, nhưng thuật luyện sư phổ thông biện pháp tăng cường hồn lực chỉ có không ngừng thuật luyện, mới có thể lấy tốc độ thật chậm tăng cường. Tương truyền ở trên thuật luyện chi đạo, tồn tại phương pháp trực tiếp tiến hành rèn luyện hồn lực, chỉ có điều những phương pháp này chỉ ở trong một ít điển tịch miêu tả, có tồn tại hay không cũng là câu đố. Cổ Vinh vạn vạn không nghĩ tới, mình dĩ nhiên có một ngày thật sự có thể được loại đồ vật trong truyền thuyết này, vừa ra học viện. Nhất thời cảm thấy sáng sủa thanh minh, tâm tình cực kỳ vui sướng kích động. Vân Thiếu này rốt cuộc là ai? Vừa nãy hắn triển khai hẳn là nhiếp hồn thuật trong truyền thuyết, hắn dĩ nhiên nắm giữ bí pháp như vậy. Cổ Vinh dù sao cũng là thuật luyện sư,
lập tức liền hiểu được vừa nãy run rẩy là chuyện gì xảy ra. Bằng không một tiểu tử phổ thông tuyệt đối không thể có uy thế linh hồn kinh khủng như thế. Còn có luyện hồn thuật, đồ vật quý trọng như thế dĩ nhiên tùy tiện tặng người, toàn bộ nước thiên thủy, mặc dù là vương thất cũng không bạo tay như thế. Bất luận làm sao, có thể có được luyện hồn thuật, dù bảo hắn làm nô bộc mấy năm, cũng không thiệt thòi. Trong lòng hắn bắt đầu cân bằng lên, trái lại cảm giác mình chiếm lợi ích to lớn. Hơn nữa vật này giá trị, khó có thể đánh giá. Nếu bị người biết được, coi như là mình chỉ sợ cũng có tai họa đẫm máu. Vì vậy cẩn thận từng ly từng tí ẩn náu, vội vàng hướng tháp thuật luyện sư lao đi. Lý Vân Tiêu ngồi ở trên ghế trầm tư một lát, nếu không phải thực lực của mình quá mức nhỏ yếu, sẽ không cần Thu Cổ Vinh làm nô bộc. Hơn nữa vừa nãy sau khi triển khai phương pháp nhiếp hồn, hồn lực của hắn cũng chịu đến tổn thương rất nặng. Đáng tiếc sau khi sống lại hồn lực bị suy nhược, bằng không chỉ là sĩ cấp thuật luyện sư, không cần phí trắc trở lớn như vậy. Sau khi sống lại, hồn lực của mình ngay cả sĩ cấp thuật luyện sư phổ thông cũng có chỗ không bằng. Vừa nãy vẻn vẹn là dùng nhiếp hồn bí pháp trong nháy mắt hù sợ Cổ Vinh. Nếu Cổ Vinh hoãn lại một chút, tất nhiên sẽ phát hiện không đúng, lúc này mới lấy ra một bộ luyện hồn thuật cho hắn. Cái này kêu là đánh một gậy, lại cho cái bánh bao. Bằng không luyện hồn thuật này lại bỏ đi cũng là bảo vật vô giá, hắn há có thể dễ dàng tặng người. Lý Vân Tiêu ngồi xếp bằng xuống, hai mắt khép hờ, trong đầu bắt đầu hiện ra một phần văn tự, tất cả đều là văn tự khó có thể phân biệt, ở trong óc thoáng hiện từng cái. Chỉ là hắn cố nhớ ra sao, cũng không cách nào để bản văn tự này hiển hiện ngưng hình toàn bộ. Sau khi linh hồn của mình giác tỉnh, trở thành một đại cường giả là chuyện sớm hay muộn. Nhưng mục tiêu của Lý Vân Tiêu không chỉ ở đây, hắn muốn trở thành tồn tại vượt qua kiếp trước, xung kích cảnh giới trong truyền thuyết. Trước mắt chỗ dựa lớn nhất của hắn không phải là trí nhớ kiếp trước, cũng không phải bá thiên luyện thể quyết. Mà là kiếp trước trước khi ngã xuống, tại Thiên Đãng Sơn Mạch phát hiện một bản luyện hồn công pháp, đại diễn thần quyết. Bản phương pháp luyện hồn này mình chưa từng nghe thấy, bên trong ghi chép luyện hồn thuật càng là vượt qua tưởng tượng của mình. Có thể để linh hồn sống lại. Tất nhiên cùng bản đại diễn thần quyết này thoát ly không được can hệ. Thời điểm mình khôi phục trí nhớ kiếp trước, trong đầu vang lên âm thanh chính là văn tự của bản thần quyết này. Tu sĩ trên Thiên Vũ Đại Lục, trên căn bản chia làm võ tu cùng thuật tu, người trước chủ yếu là luyện khí, cũng có số ít võ tu chuyên môn luyện thể, cũng chính là võ giả phổ thông. Người sau lại luyện hồn, cũng chính là thuật luyện sư. Ba người này phân biệt đối ứng tinh, khí, thần. Bất luận một hạng nào đạt đến đỉnh điểm, cũng có thể trở thành tồn tại quát tháo đại lục. Đời trước Lý Vân Tiêu đem tinh khí thần đều tu luyện tới đế cấp, biết rõ ba người trong lúc đó hỗ trợ lẫn nhau. Trong mấy vị phong hào vũ đế ở trên bảng xếp hạng, không có ai mà không đem sở trường tu luyện tới đỉnh cao, lúc này mới có thể hơn xa tồn tại khác. Cái này cũng là nguyên nhân sau khi đạt tới cửu thiên cảnh đỉnh cao liền không cách nào tiến thêm, hắn vì đạp đổ hạn chế để đột phá. Lúc này mới nghĩ trăm phương ngàn kế lấy tới bá thiên luyện thể quyết. Chỉ có thể, khí, hồn tam giả đồng thời đạt đến đỉnh cao, mới có thể xung kích thập phương cảnh giới trong truyền thuyết. Có đại diễn thần quyết này, ta tất có thể tu luyện hồn lực tới đế cấp đỉnh cao, cộng thêm luyện thể thuật của bá thiên, đến thời điểm đó ba người hợp nhất, xung kích thập phương thần cảnh, vô địch thiên hạ. Trong hai mắt hắn xẹt qua một tia tinh mang, dường như xuyên thấu không gian, nhìn về phần cuối của hư không vô tận. Có khối ngũ thải thần không thạch này, ta chỉ ít có thể để luyện ra 13 cây thần châm, đủ để kích thích tiềm năng thân thể, mở ra mạch luân. Hắn bình tĩnh lại, bắt đầu vận chuyển đại diễn thần quyết, vừa nãy hồn lực bị hao tổn lấy tốc độ khủng khiếp khôi phục lại. Không bao lâu liền đạt đến trình độ hồn lực của thuật luyện học đồ đỉnh cao. Cách sĩ cấp thuật luyện sư còn thiếu một chút, có điều đầy đủ luyện chế thần châm cùng bố trí thuốc. Hắn đem Hàn Bách cùng Trần Chân sắp xếp cẩn thận. Hướng trong phòng luyện công đi đến. Ký túc xá một người phân phối phòng luyện công đều là chọn dùng kim cương thạch cực kỳ cứng cỏi xây thành, không chỉ võ giả bình thường khó phá, hơn nữa hiệu quả cách âm rất tốt. Lý Vân Tiêu từ trong vật liệu mà Cổ Vinh đưa lấy ra một loại nguyên liệu tên tử kim sa, hai tay vỗ một cái liền hóa thành bụi, ở trên đất họa ra một trận pháp vừa thành, một luồng sức mạnh kỳ dị bắt đầu lan ra. Hắn đem ngũ thải thần không thạch đặt ở trên mặt đất, lấy ra đại kiếm toàn lực đánh xuống, oanh một tiếng vỡ vụn thành vô số khối bé nhỏ. Chỗ mi tâm đột nhiên lướt qua một tia kim quang, một luồng hồn lực vô hình dập dờn bay ra,
đem những hạt nhỏ kia toàn bộ gói lại, ngưng tụ ở trên trận pháp. Những hạt nhỏ kia tựa hồ thu được lực lượng của trận pháp dẫn dắt, bắt đầu chậm rãi rung động, tần suất càng ngày càng cao. Lý Vân Tiêu cẩn thận dùng hồn lực khống chế tiết tấu của ngũ thải thần không thạch, mặc cho nó nhảy lên. Nếu có người quan sát quá trình này, tất nhiên sẽ cả kinh trợn mắt ngoác mồm. Bất kể là khắc trận, luyện thạch, hay là triển khai hồn lực, đều cùng thuật luyện sư phổ thông khác nhau hoàn toàn, căn bản khó có thể lý giải. Kiếp trước Lý Vân Tiêu kinh nghiệm phong phú bù đắp về mặt thực lực không đủ, nguyên bản đồ vật chỉ có sĩ cấp thuật luyện sư mới có thể luyện chế, hắn lấy thực lực của thuật luyện học đồ cao cấp cũng thuận buồm xuôi gió luyện chế ra. Lượng lớn đá vụn ở trên trận pháp bắt đầu phát sinh âm thanh nổ tung, giống như giang đậu, hóa thành hình dạng sền sệt lại bắt đầu ngưng tụ. Màu sắc ở trạng thái lỏng càng ngày càng tươi đẹp chói mắt, có lượng lớn màu trắng xám trực tiếp phiêu tán đi ra ngoài. Hắn dĩ nhiên đem bước tinh luyện trực tiếp dung hợp đến trong quá trình luyện chế, nếu bị những người trong thuật luyện sư công hội kia nhìn thấy, tất nhiên sẽ trợn tròn mắt. Ngưng! Trong miệng Lý Vân Tiêu quát một tiếng, ngón trỏ hướng hư không phía trước hơi điểm nhẹ, tinh hoa ở trên trận pháp bị tinh luyện ra trong nháy mắt ngưng tụ thành 13 thanh châm mang bé nhỏ, khúc xạ ra ánh sáng 5 màu, rất đẹp đẽ. 13 thanh châm mang thần quang sáng láng, nhẹ nhàng rơi vào trong tay Lý Vân Tiêu. Hắn chẳng muốn liếc mắt nhìn, trực tiếp thu vào trong giới chỉ. Phía dưới, bắt đầu bố trí thuốc phạt kinh tẩy tủy. Hắn tiện tay lấy ra hơn 10 bồn chứa pha lê, to nhỏ cao thấp bất đồng, thành một hàng thả trên mặt đất. Từ trong túi chứa đồ lấy ra một bình lớn màu đỏ, tỏa ra mùi tanh gay mũi, dĩ nhiên là máu một loại yêu thú nào đó, từng cái đổ vào trong bồn chứa. Sau đó đột nhiên Lý Vân Tiêu hít một hơi, trong mắt lóe lên một tia tinh mang. Hai tay nhanh chóng từ trong túi chứa đổ lấy ra các loại nguyên liệu, phân biệt đặt trong dung khí, rất nhanh trong các dung khí bắt đầu xuất hiện phản ứng không giống. Các loại chấn động và khí thể từ trong các miệng bình khác nhau bốc lên, tỏa ra bọt khí đủ mọi màu sắc. Lý Vân Tiêu đem hồn lực mở ra, hết thảy phản ứng đều ở dưới sự theo dõi của hắn. Chỉ thấy hai tay hắn không ngừng ở trong các loại bồn chứa tăng thêm vật liệu, trung hòa biến hóa quá khích. Ầm, ầm, ầm. Tiếng ầm ầm không ngừng truyền đến, những bồn chứa kia rốt cục không chịu nổi phản ứng kịch liệt dồn dập nổ tung, từng đạo chất lỏng đủ mọi màu sắc, như súng bắn nước bắn về bầu trời. Thu! Trong tay Lý Vân Tiêu loáng một cái, một bồn pha lê tinh xảo ở trên không trung nhanh chóng múa lên, tổng cộng 9 đạo dung dịch, tinh chuẩn không có sai sót rơi vào trong đó. Hắn run tay lên, không ngừng lay động, 9 loại chất lỏng nhanh chóng dung hợp lại cùng nhau, cuối cùng hình thành một bình dung dịch xanh lục. Lẳng lặng chảy xuôi ở trong bồn chứa. Toàn bộ quá trình, kéo dài chừng nửa canh giờ, bởi vì hồn lực tiêu hao quá độ, trên mặt cùng trên trán Lý Vân Tiêu thấm đầy một tầng mồ hôi, cả người bị mồ hôi thẩm thấu, mồ hôi hột không ngừng rơi trên mặt đất. Hô! Lý Vân Tiêu thở dài một hơi, miệng lớn thở dốc. Ha ha, bảo đao chưa lão, rốt cục luyện xong rồi. Chất lỏng màu xanh biếc trong bồn chứa thủy tinh nhìn qua cực kỳ bình tĩnh. Nhưng Lý Vân Tiêu có thể cảm thụ được ở trong đó phun trào lực lượng như sóng ngầm, là một loại sức mạnh cực kỳ dâng trào. Hắn không kịp nghỉ ngơi, vô cùng muốn biết hiệu quả của thuốc. Rất nhanh lấy ra một bình nước sôi, chậm rãi cầm dược thủy màu xanh đậm đổ vào trong đó. Ùng ục ùng ục, tiếng sôi trào to lớn, nước ấm tựa hồ trong nháy mắt tăng cao hơn 100 độ, lượng lớn hơi nước bắt đầu bay lên, cả gian phòng lập tức liền toàn thành màu xanh lục nhàn nhạt, đưa tay không thấy được 5 ngón. Hơi nước quanh thân thể Lý Vân Tiêu bắt đầu nóng lên, to lớn nhiệt lượng chậm rãi thâm nhập da rẻ. Hắn lấy ra ngũ thải thần châm, cẩn thận từng ly từng tí cắm vào trong cơ thể mình, mỗi châm một cây, đều cảm giác được một nguồn sức mạnh từ da rẻ đâm vào trong kinh mạch, không chỉ không có thống khổ, ngược lại cực kỳ khoan khoái. Rào! Đâm xong 13 kim, hắn trực tiếp nhảy vào trong dược thủy sôi trào, ngoại trừ nóng bỏng thiêu đốt da rẻ ra, dược lực to lớn điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Hướng về toàn thân lao đi, cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, bắt đầu biến thành màu lục nhạt. Cả người hắn đau nhức, nhưng trên mặt lại lộ ra vẻ mừng rỡ, bởi vì dược lực so với dự tính còn tốt hơn. Sau khi đóng chặt hai mắt, hai tay bấm quyết, lẳng lặng ngồi ngay ngắn bất động. Lúc này hơi nước sôi trào quanh thân hình thành một vòng xoáy kỳ dị. 13 ngũ thải thần châm đâm vào trong cơ thể, dĩ nhiên tỏa ra màu sắc yếu ớt. Thật giống như có sức mạnh ở phía trên lưu chuyển bất định.
Hắn bố trí bộ dược thủy này nhiều là vật kịch độc, nhưng sau khi phối hợp lại có thể hình thành cân bằng vi diệu, đối với phạt kinh tẩy tủy có kỳ hiệu không tưởng tượng nổi. Người đối với dược lý cùng điều hòa không hiểu nhiều là không dám dùng, coi như là hắn cũng phải cẩn thận chia làm 10 lần cọ rửa. Bằng không có chút sơ sẩy, liền có thể dẫn tới độc tính thất hành, tại chỗ chúng độc mà chết. Nhưng sau khi có ngũ thải thần châm, liền hoàn toàn thay đổi bước đi của hắn. Ngũ thải thần châm ẩn chứa lực lượng ngũ hành, thời điểm kích thích huyệt vị không chỉ có thể thông qua thần châm hấp thu sức mạnh ngũ hành, hơn nữa còn có thể bảo vệ huyệt vị. Lý Vân Tiêu rõ ràng cảm giác được 13 huyệt vị chủ yếu của toàn thân truyền đến tâm ý mát mẻ thoải mái, thật giống như huyệt đạo tự hô hấp, phun ra nuốt vào nguyên lực. Sau khi lực lượng của dược thủy bị hút vào trong cơ thể, dọc theo kỳ kinh bách mạch của toàn thân đi khắp, tách ra đến các nơi. Bắt đầu đem từng đạo kinh mạch bị hao tổn khô cạn mở ra từng cái, ở dưới thống khổ to lớn, trên mặt của hắn trái lại dần dần lộ ra nụ cười mừng rỡ. Ngay thời điểm dược lực càng ngày càng mãnh liệt, hai tay hắn bắt đầu không ngừng bày ra các loại thủ ấn, dẫn dắt dược lực trong cơ thể vận chuyển. Từ bên ngoài nhìn, từng cái kinh mạch ở trên da rẻ phồng lên, như cành cây đan xen chẳng chịt, khiến cho người khủng bố. Ở trong kinh mạch cũng mơ hồ lộ ra khí tức màu xanh lục nhàn nhạt. Trong cơ thể có một trận vang trầm, hết thảy kinh mạch trong nháy mắt nổ ra. Dược lực tràn vào toàn thân, ở dưới sự hướng dẫn vận chuyển một đại chu thiên, thông hành không trở ngại. Xong rồi. Lý Vân Tiêu đại hỉ, nhưng cũng không có đứng dậy, mà là biến ảo mấy cái thủ ấn, tiếp tục dẫn dắt dược lực hướng mạch luân trước ngực ngưng tụ. Kinh mạch đều thông, bước kế tiếp chính là mở ra đạo mạch luân thứ nhất. Người bình thường đều là từ trên xuống dưới, từ đỉnh luân bắt đầu mở ra từng cái. Nhưng Lý Vân Tiêu không theo lẽ thường, vọt thẳng kích tâm luân khó khăn nhất, trong đan điền bắt đầu ngưng tụ ra một đoàn hào quang màu xanh sẫm, càng ngày càng mạnh mẽ, thật giống như nụ hoa trong nháy mắt tỏa ra. Trong nháy mắt hắn cảm giác được sức mạnh chờ đợi đã lâu trong tâm luân rốt cục thả ra ngoài, đột nhiên dương mắt, một đạo tinh mang như điện ở trong con ngươi xẹt qua, trong đầu đột nhiên hiện ra một tư thế quái dị, Lý Vân Tiêu lóe lên linh quang, trầm giọng quát. Bá Thiên Luyện Thể Quyết thức thứ hai, Sơn Nhạc thức. Cả người hai tay tạo thành chữ thập, thế như sơn nhạc, trong nháy mắt hướng về trong dược thủy chìm xuống. Bốn phía dược thủy sôi trào tựa hồ bị lực lượng nào đó dẫn dắt, ở quanh thân xoay tròn lên, như ngân hà lưu chuyển, tâm luân trước ngực hắn hóa thành vòng xoáy, từng đạo lực lượng không ngừng tràn vào trong đó. Uống, hết thảy mở ra cho ta. Ánh sáng trên tâm luân trong nháy mắt phóng ra. Hai đạo lưu quang một trên một dưới dọc theo thân thể hắn xung kích đi, rất nhanh Thái Dương Luân, Bản Ngã Luân, Hầu Luân, Tâm Cung Luân bốn đạo mạch luân ở dưới lực lượng của tâm luân xung kích, dồn dập thắp sáng ánh sáng màu sắc khác nhau của mình, cả gian phòng ngoại trừ màu xanh nhạt, bắt đầu khúc xạ ra ánh sáng của các loại mạch luân. Ngay thời điểm Lý Vân Tiêu muốn hấp thu lực lượng dược thủy xung kích hai đạo mạch luân cuối cùng, thân thể có thể chịu đựng được lực lượng đã đạt đến đỉnh cao. 13 cây ngũ thải thần không châm trong nháy mắt từ trong huyệt đạo bắn ra, cân bằng của toàn bộ thân thể bị phá hoại, một luồng sức mạnh khổng lồ ở trong thùng gỗ muốn nổ tung lên. Dược thủy phạt kinh tẩy tủy ở trong nháy mắt muốn nổ tung, toàn bộ bốc hơi lên thành hơi nước, cả phòng luyện công thật giống như bị nước gột rửa, toàn bộ ướt nhẹp. Lý Vân Tiêu trực tiếp từ trong hơi nước đi ra ngoài, một tiếng thở dài truyền đến. Mới mở ra ba đạo, đáng tiếc. Nếu bị vũ đồ khác nghe thấy, một lần mở ra ba đạo mạch luân, còn nói đáng tiếc, tất nhiên sẽ đố kỵ đến dùng hàm răng cắn chết hắn. Lý Vân Tiêu cẩn thận từng ly từng tí thu hồi ngũ thải thần không châm, sau khi sử dụng, 13 cây châm này rất rõ ràng gầy đi trông thấy, trở nên càng nhỏ. Ngũ thải thần không châm kích phát tiềm năng thân thể có tác dụng vô cùng lớn, bốn khối khác của Lam gia nhất định phải nghĩ biện pháp lấy tới. Hắn suy nghĩ một lúc, đổi một bộ y phục sạch sẽ, từ trong phòng đi ra ngoài. Khi đến đại sảnh, đúng dịp thấy Hàn Bách cùng Trần Chân cũng từ trong phòng đi ra. Thương thế trên người hai người đã tốt lắm rồi, nhưng tức giận trên mặt của Trần Chân là một điểm cũng không có tiêu. Vân Thiếu. Hai người đồng thời kinh ngạc thốt lên một tiếng, dồn dập ngơ ngác nhìn Lý Vân Tiêu, trong mắt đột nhiên tuôn ra lửa giận. Hàn Bách giận dữ nói. Đám người Lam Phi kia thật quá đáng. Dĩ nhiên hạ độc cho Vân Thiếu nặng như thế, hắn dám công nhiên giết chúng ta sao? Trần Chân cũng là lửa giận ngút trời. Ta thật muốn trở về điểm một vạn nhân mã trực tiếp diệt bọn hắn. Vân Thiếu,
ngươi không sao chứ? Độc này. Lúc này Lý Vân Tiêu mới phát hiện toàn thân mình đều hiện ra màu lục nhạt, đây là bệnh trạng khi lực lượng của dược thủy còn lưu lại trong người, qua một thời gian là tốt rồi. Hắn đem sự tình giải thích một hồi, nghe mà hai người trực tiếp trợn mắt ngoác mồm, sửng sốt nửa ngày. Vân Thiếu, ngươi là nói ngươi đem bọn họ sửa chữa một trận, còn cướp đoạt một lần. Vân Thiếu, ngươi nói ngươi đã mở ra kinh mạch, mở ra năm đạo mạch luân. Trần Trân đột nhiên cười to lên. Ha ha, ta liền biết, con trai của Phi Long tướng quân làm sao có khả năng sẽ là rác rưởi. Tiểu tử ngươi đột nhiên liền so với chúng ta còn lợi hại, chờ ba người chúng ta tốt nghiệp đi ra ngoài, kế thừa tước vị, trực tiếp điểm trăm vạn đại quân diệt Lam gia. Vẻ khiếp sợ trên mặt Hàn Bách cũng dần dần biến mất, trở nên trầm tư. Vân Thiếu mở ra mạch luân tự nhiên là chuyện tốt, nhưng phiền phức cũng lớn. Bọn người Lam Phi nhất định sẽ không bỏ qua, ta sợ Vân Thiếu càng nguy hiểm. Trần Trân đang chìm đắm trong ý tưởng hào khí can vân, khinh thường nói. Chỉ là hạng giá áo túi cơm, hiện tại bọn họ không phải đối thủ của Vân Thiếu, ngày sau càng không phải. Chẳng lẽ bọn họ dám phái người đến học viện sinh sự sao? Toàn bộ Thiên Thủy Quốc, chỉ có hai vị ngũ hành cảnh vũ vương cường giả. Trong đó một vị chính là già Lam học viện viện trưởng Trung Ly Sơn, hơn nữa được xưng là thực lực đệ nhất Thiên Thủy Quốc. Quốc có quốc pháp, gia có gia quy, già Lam học viện có quy định của mình, coi như là vương thượng đến, cũng phải tuân thủ quy định của già Lam học viện. Đã từng có con trai của một binh bộ thị lang, ở học viện bị thiệt thòi, sau khi trở về gọi cao thủ trong gia tộc đem một học viên khác đánh một trận. Ngày thứ hai, toàn bộ võ giả của vị binh bộ thị lang kia bị phế tu vi. Từ đây một vọng tộc triệt để suy yếu, từ trung tâm chính trị quốc gia biến mất. Chuyện này để những đại thế gia khác của Thiên Thủy Quốc vạn phần kiêng kỵ, dù là vương tử công chúa, ở trong học viện cũng không dám tùy ý ngang ngược. Nhưng học viện cũng không cấm các học viên ẩu đả lẫn nhau, vì lẽ đó ở trong học viện, chỉ có dựa bản lãnh của mình mới có thể đặt chân. Hàn Bách lắc đầu nói, hiện tại Lam Phi tự nhiên không đáng sợ. Nhưng ngươi đã quên vị thứ ba xếp hạng trên tiểu phong vân bảng kia sao? Con ngươi của Trần Trân đột nhiên nhíu lại, sắc mặt trong nháy mắt trở nên khó xem. Thiên địa phong vân bảng chính là bảng xếp hạng của cường giả tuyệt đỉnh trên thiên vũ đại lục, cộng thu 100 tên cường giả. Lý Vân Tiêu kiếp trước cổ Phi Dương, chính là tuyệt đỉnh cường giả xếp hạng thứ ba. Mà tiểu phong vân bảng trong miệng Hàn Bách nói, là già Lam học viện làm ra một bản xếp hạng thực lực. Hàng năm đều sẽ thông qua tỉ thí đến bài dài một lần. Hiện tại người xếp hạng thứ ba kia, chính là một đích hệ tử tôn khác của Lam gia, ca ca cùng cha khác mẹ của Lam Phi, Lam Huyền. Hàn Bách bất đắc dĩ cười khổ nói. Lam Huyền là học viên năm nay sắp tốt nghiệp, thực lực rất mạnh, có người nói đã bắt đầu xung kích nhị phân cảnh võ sư. Hơn nữa hắn là đầu lĩnh huyền bang, coi như là tốt nghiệp đi ra ngoài. Chỉ cần hắn nói một tiếng. Những cao thủ trong huyền bang kia ai dám không nghe. Trần Trân cũng bắt đầu lo lắng lên. Võ sư, sợ là vừa tốt nghiệp liền có thể trực tiếp gia nhập Trấn Quốc thần vệ. Thật là lợi hại a, Lam Huyền này thật giống như cũng chỉ có 18 tuổi a. Hàn Bách nghiêm nghị gật đầu nói. Không sai, võ sư 18 tuổi, tại Thiên Thủy Quốc cũng coi như là thiên tài hiếm thấy. Cứ theo tốc độ này, tương lai trở thành thần vệ phó thống lĩnh, cũng không phải là không được. Sắc mặt Trần Trân càng thêm khó coi. Hắn thân là võ sư, không đến nỗi vì chút chuyện nhỏ này mà tới tìm chúng ta phiền phức chứ. Hàn Bách cũng phụ họa nói. Hẳn là sẽ không tự mình ra tay, còn có một quãng thời gian nữa liền nghỉ, hy vọng có thể bình yên đến lúc hắn tốt nghiệp. Khóe miệng của Lý Vân Tiêu hơi dương lên, ánh mắt lại cười nói. Yên tâm đi, hắn nhất định sẽ tìm đến ta, coi như hắn không đến, ta cũng sẽ đi tìm hắn. Trong lòng hắn hơi cười gằn, khối ngũ thải thần không thạch trên người Lam Huyền, ta còn cần sử dụng đây này. Trong một tiểu lâu tinh xảo của học viện, Lam Phi đang giận tím mặt quát. Cậu, lần này ta bất luận làm sao cũng nuốt không trôi cơn giận này. Ánh mắt Vương Phong phát lạnh, khiển trách. Câm miệng, người cái ngu ngốc này, suýt chút nữa gây ra đại sự. May là Lam Huyền đang bế quan, bằng không mẹ ngươi nhiều năm vun bón liền hủy hoại trong một ngày. Lam Phi cả kinh, lập tức không tin nói. Nào có nghiêm trọng như thế, ta chỉ là tìm Huyền ca thay ta giáo huấn phế vật kia, xả giận mà thôi. Xả giận, hừ. Trong mắt Vương Phong lóe ra một tia trêu tức, cười khẩy nói.
còn Huyền ca gọi thân thiết như vậy, thật là một ngu ngốc đầu óc chậm chạp. Lý gia rác rưởi tính là gì, ngươi phải hiểu được, kẻ địch lớn nhất của ngươi chính là Lam Huyền. Hiện tại ngươi thất lạc tín vật dòng chính của gia tộc, nếu để cho Lam Huyền biết mà nói, ngươi nhẹ thì bị gia tộc khiển trách một trận, từ đây thất sủng. Nặng thì mất đi thân phận dòng chính, bị giáng thành chi thứ cũng không phải là không thể được. Lam Phi nghe được sắc mặt tái nhợt, sợ sệt nói. Vậy ta nên làm gì? Cậu, ngươi nhất định phải giúp ta. Hai mắt Phương Phong híp lại, ngưng tiếng nói. Ngươi yên tâm, ngươi là con ruột của muội muội ta không giúp ngươi thì giúp ai? Chỉ có điều ta thân là lão sư học viện, không thể vô duyên vô cớ hướng về học sinh ra tay, nếu không thì ta cũng không có quả ngon để ăn. Còn có 7 ngày là sát hạch hàng năm của sơ cấp ban, nghe ngươi nói, tiểu tử kia cũng không có mở ra mạch luân. Đến thời điểm đó ta sẽ xin trở thành quan chủ khảo lần khảo hạch này, chỉ cần hắn biểu diễn không ra ánh sáng mạch luân, ta sẽ lợi dụng giáo quy trực tiếp khai trừ hắn. Đến thời điểm hắn vừa rời học viện, trước khi trở lại Lý gia, chính là thời cơ chúng ta động thủ. Đến lúc đó cướp về tín vật của gia tộc, còn tên rác rưởi này, đánh giết tùy ý. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 1.